Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa tất cả các tăng ni sinh, kính thưa toàn thể Phật tử, theo chương trình thông hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Dần, nhằm vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, nhằm vào ngày lễ vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì nhằm để kỷ niệm lễ vía của Đức Quan Bồ Tát, thì theo chương trình thông báo thì tại Bổn Tự Chùa Mỹ Thạch thì có chương trình tu tập lễ Phật Ngũ Bách Danh. Và trong chương trình tối hôm nay thì chúng ta dành thời gian để ôn lại cái công hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để chúng ta lấy đó làm hành trang trên cuộc đời tu tập của mình cho các tăng ni sinh và các Phật tử. Vì hôm nay cũng là thứ hai, mà trong chương trình thứ hai mà hôm nay quý thầy cũng có cuộc họp hết sức là quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, thành ra là quý thầy cũng dự họp đó, cho nên không có tham dự, không có dạy cái buổi sinh hoạt Phật pháp. Và thay vào đó thì quý thầy cũng mời các tăng ni sinh rảnh thời gian tối nay thì ai rảnh thì vào chúng ta sẽ cùng sinh hoạt Phật pháp. Thưa toàn thể các tăng ni sinh cùng các Phật tử, thì một năm á, thì trong chúng ta có 3 ngày kỷ niệm của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là ngày 19 tháng 2 là kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đản sanh, 19 tháng 6 là kỷ niệm ngày Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo, và ngày 19 tháng 9 là kỷ niệm ngày Đức Quan Bồ Tát nhập Niết Bàn. Thì thưa toàn thể các quý Phật tử, chúng ta biết khi đến với trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa là sao? Phật giáo Đại Thừa thì nó dễ hiểu để các Phật tử với các tăng ni sinh chúng ta ôn lại một chút. Phật giáo trong Phật giáo Đại Thừa còn gọi là Phật giáo nhập thế, còn gọi là Phật giáo Bắc truyền, còn gọi là Phật giáo Bắc tông. Tức là khi Phật giáo Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng, Ngài đã tu tập thành đạo, chánh đẳng chánh giác, cư dưới cội Bồ Đề. Sau đó, Ngài chuyển Pháp Luân ở tại nơi vườn Lộc Uyển, tại xứ Ba La Nại, gần bên dòng sông Hằng Cổ Kính. Thì ở nơi đó, thì Ngài đã chuyển Pháp Luân, độ anh em Kiều Trần Như. Thì nơi đó được Tam Bảo lần đầu tiên được thành lập trên thế giới. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được gọi là Phật Bảo. Pháp Bảo là bài Pháp Tứ Diệu Đế, và Tăng Bảo là năm vị tỳ kheo đầu tiên, được gọi là năm anh em Kiều Trần Như. Thì từ nơi đó Tam Bảo lần đầu tiên được hình thành trên thế giới. Và từ ở nơi vườn Lộc Uyển được xem là cội nguồn của Phật giáo, cội nguồn của Tam Bảo. Và Phật giáo từ đất nước Ấn Độ sau đó được truyền khắp mọi nơi trên thế giới, truyền theo hai hướng. Truyền theo hướng phía Nam thì được gọi là Phật giáo Nam truyền. Truyền theo hướng phía Bắc được gọi là Phật giáo Bắc truyền. Có nhiều người nói nghe chưa rõ, các tăng ni sinh có nghe rõ không? Các Phật tử đều nghe tốt không? Dạ mô Phật, rõ thưa thầy. Truyền về hướng Nam thì gọi là Phật giáo Nam truyền, thì được cho là từ cái thời vua A Dục Vương đã cho những người, vua A Dục Vương là một vị vua hết sức là thành kính cho Phật giáo, có công hoằng dương Phật pháp. Thậm chí nhà vua đã cho người con trai của mình là Tỳ Kheo Mahinda đi xuất gia,
và người con gái của mình là công chúa Sangamita đã đem Phật giáo Hoàng Dương ra đất nước đầu tiên được khỏi đất nước Ấn Độ, đó là đất nước Sri Lanka, còn là đất nước Tích Lan, và truyền từ đất nước Ấn Độ truyền về hướng Nam, đầu tiên truyền qua nước Sri Lanka, rồi sau đó truyền qua nước Myanmar, truyền qua Cambodia, truyền qua Thái Lan, Lào, vân vân. Thì hệ thống Phật giáo đó được gọi là Phật giáo Nam truyền, còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy Theravada. Tại vì những cái Phật giáo Nguyên thủy là truyền từ cái lúc đó, và ở bên Phật giáo đó thì thường giữ những cái truyền thống tu tập và kinh điển và truyền thống tu tập gần với thời Đức Phật, được gọi là chuyên về tu thiền, đặc biệt là thiền định Vipassana, và dùng cái tiếng cổ ngữ ngày xưa của đất nước Ấn Độ thường dùng ở trong các kinh tạng, gọi là tiếng Pali. Thì đó là Phật giáo Nam truyền. Còn truyền về hướng Bắc được gọi là Phật giáo Bắc truyền. Hướng Bắc là từ khu vực Kashmir, và Phật giáo được truyền qua, sau đó truyền qua các nước như là Trung Quốc, Đài Loan, Tây Tạng, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân, truyền về hướng Bắc, cho nên gọi là Phật giáo Bắc truyền. Và ngôn ngữ thời đó quý ngài được truyền, kinh điển được truyền lưu lại, đó là cái ngôn ngữ, cái tiếng cổ của đất nước nội là tiếng Sanskrit. Và sau này khi truyền qua đại lục địa của Trung Hoa, dùng cái ngôn ngữ của đất nước Trung Hoa, là cái tiếng đó gọi là tiếng Hán, mà người Việt Nam của mình thường dùng cái tiếng Hán mà phổ thông với người Việt gọi là tiếng Hán Việt. Để truyền về hướng Bắc gọi là Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền là sau này được phát triển cũng khá là rực rỡ, đặc biệt là thâm nhập vào cái dòng đời để mà thích ứng với căn cơ, cho nên về sau được gọi là Phật giáo đi vào dòng đời, gọi là Phật giáo nhập thế. Và chính vì vậy những hình tượng của Đức, các Đức Bồ Tát được thờ phụng, tu tập, hạnh nguyện trong các chùa rất là nhiều, so với trong khi đó các nước Nam truyền thì ít hơn, mà chuyên về tu thiền định và tụng kinh điển, kinh lục luận, những cách hành trì của quý ngài của các nước phương Nam, của Phật giáo Nam truyền thì có những cái nét nó khác hơn là Phật giáo ở nơi Bắc truyền. Cũng cùng một giáo lý, cùng một cái lời dạy của Đức Phật, cùng một mục đích giác ngộ giải thoát, nhưng mà mỗi cái phong tục, mỗi cái tập quán, mỗi cái quốc gia ứng dụng thổ nhưỡng khác nhau. Giống như vấn đề ăn uống ẩm thực thôi là vấn đề đơn giản, nhưng mà đất nước Ấn Độ thì gần như người ta ít ăn cơm, gần như ta không ăn cơm, mà ta ăn bánh, đó gọi là bánh chapati. Bánh chapati, và những người ảnh hưởng của quốc gia đất nước Ấn Độ thì là họ ăn cái bánh đó, ví dụ như dân số trên địa cầu là khoảng chừng là 7 tỷ dân, thì đất nước Ấn Độ hơn một khoảng chừng 1 tỷ 3, và những cái người theo cái truyền thống của người Ấn Độ thì người ta ăn phần lớn ăn bánh chapati, người ta không ăn cơm. Bánh chapati là một cái loại bánh làm bằng lúa mạch, rồi làm nó giống như là cái bánh xèo của mình mà nó không có dầu. Thế gọi là người ta chấm vào trong cái nước nấu loại cái loại đó, cái nấu giống như cái curry á, sệt sệt vậy, người ta chấm và bóc ăn. Rồi người Trung Quốc hay những cái người Á Đông, của những cái người quốc gia của Việt Nam của mình thì phần lớn ăn cơm là chính. Rồi những cái quốc gia bên phương Tây, bên châu Âu thì cái dân số, ví dụ mấy chục nước châu Âu cộng lại là dân số cũng trên nửa tỷ người. Rồi cộng với các nước Mỹ, rồi các cái nước bên khu vực bên châu Âu, hay là cộng với Mỹ rồi thì dân số cũng trên cả tỷ người nữa. Thì là người ta phần lớn ăn đồ hộp, ăn bánh mì và các loại đồ hộp. Chúng ta không có dùng cơm nhiều, cũng không ăn bánh chapati. Thành thử những cái cách chúng ta thường nói tại sao Phật giáo như vậy mà có những cách dùng khác biệt, tại vì căn cơ khác nhau, thổ nhưỡng khác nhau, trình độ khác nhau, và mỗi người có những sở thích tu tập khác nhau, cho nên người ta ứng dụng tu tập và có khác nhau. Thế thì mà khi truyền qua Phật giáo bên hệ thống Bắc truyền thì hình tượng của các Đức Phật là có vô lượng vô biên của Đức Phật, là vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát. Thì trong đó có một Đức Bồ Tát quan trọng nhất, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Phần lớn là tất cả các nước hiện nay, đặc biệt là theo truyền thống mà Phật giáo gọi là Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nhập Thế, thì người ta thờ phụng vô lượng vô biên Phật. Thì trong có thờ chẳng hạn như thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thờ Đức Phật A Di Đà, thờ Đức Phật Dược Sư, thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na,
Rồi hằng hà sa số chư Phật. Rồi thờ các Đức Bồ Tát thì có hằng hà sa số vô lượng vô biên chư Đại Bồ Tát. Thì ở trong đó có Đức Bồ Tát quan trọng nhất mà được thờ phụng nhiều nhất ở trong Phật giáo là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không những thờ phụng ở tại đất nước Ấn Độ cổ kính ngày xưa mà còn thờ lên tới những cái quốc gia ngày xưa, được quốc gia Tây Tạng, được gọi là nóc nhà thế giới, cao nhất thế giới. Thì nơi đó có một cái cung điện gọi là tên là cung điện Potala, được gọi là trú xứ của Đức Quan Âm Bồ Tát, mà về sau các đời của các Đức Đạt La Lạt Ma được gọi là những vị hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên cung điện Potala nằm trên đỉnh cao hàng, nó cao hơn đỉnh Phan Sa Băng rất là nhiều. Và nơi đó là cung điện Potala được xây trên cái độ cao là khoảng chừng 4-5.000 mét so với mực nước biển, được gọi là nóc nhà thế giới. Nơi đó gọi là nghìn năm tuyết phủ, là cung điện được gọi là trú xứ, cung điện Potala được gọi là trú xứ của Đức Quan Âm Bồ Tát. Và các vị Dalai Lama là các vị hóa thân liên tục, được xem là hóa thân của Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên ở tại đất nước Tây Tạng ngày xưa thì kỳ nơi Đức Bồ Tát Quan được thờ phụng hết sức là thành kính. Đến đất nước Ấn Độ cổ kính thì đã thờ phụng trong các cái tự viện, trong các hang động ngày xưa, để cũng là từ thời sau thời Đức Phật, khi mà Phật giáo Đại Thừa phát triển thì Đức Bồ Tát Quan được thờ phụng rất là nhiều. Rồi khi mà chúng ta đi qua đến một cái quốc gia đông dân nhất thế giới thì nơi đó có một cái được gọi là một cái ngọn núi hết sức là linh thiêng, và một trong bốn ngọn núi linh thiêng gọi là tứ đại danh sơn của Phật giáo, đó là cái ngọn núi Phổ Đà Sơn, được gọi là Hải Thiên Phật Quốc, nơi đó được gọi là trú xứ tu tập của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện cứu khổ chúng sinh trên đảo Hải Nam, mà rất nổi tiếng trên thế giới, được gọi là một trong những tứ đại danh sơn của đất nước Trung Hoa. Cho nên rồi tới những cái quốc gia của Nhật Bản, Sư Phù Tang, Rập Bóng Anh Đào, những cái quốc đảo của bên ở tại nơi đất nước Nhật Bản, thì người ta thờ hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được rất là phổ biến. Hay là đất nước Đài Loan, đất nước Trung Quốc thì hình tượng Đức Quan Bồ Tát. Ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, phần lớn tất cả các tự viện, tịnh xá, tịnh thất v.v. cho đến các cái tư gia của các Phật tử thì cũng đều thờ hình tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chính vì vậy, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã trở thành một trong những cái vị Bồ Tát hết sức là quan trọng mà được thờ phụng trong tất cả các cái ngôi chùa, tự xá, tự viện khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là đất nước Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới, rồi dân số đông nhì thế giới đất nước Ấn Độ, rồi đến những cái quốc gia hiện nay cũng đều thờ phụng rất là nổi tiếng. Nên khi mà chúng ta đến với Phật Pháp thì khi đến với các chùa, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất là đều chúng ta có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì hôm nay thì các Phật tử thì chúng ta sẽ cùng nhau đó ôn lại những hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để chúng ta mỗi khi mà chúng ta về chùa thắp một nén hương, lễ một lễ Phật, lễ Đức Quan Bồ Tát, thì chúng ta lễ cái gì, học theo hạnh nguyện của Ngài là học theo cái gì, để mà từ đó chúng ta biết mà ứng dụng tu tập thật là tốt ở trong cái đời sống tu tập an lạc giải thoát của người con Phật của chúng ta. Thưa toàn thể các tăng ni sinh cùng các Phật tử, đến với cái thế giới quan Phật giáo. Thế giới quan Phật giáo có nghĩa là quan niệm, cái nhìn nhận của Phật giáo về cái thế giới, về cái cuộc đời, về thế giới này. Thì Đức Phật, kinh điển Phật giáo chia làm có 10 cái cấp độ, được gọi là thập pháp giới. Thập pháp giới, pháp giới, cái giới mà cao nhất đó là cảnh giới của chư Phật. Thấp thứ hai là cảnh giới của Đức, của các chư vị Bồ Tát. Cảnh giới thứ ba là đến các vị thánh hiền, thanh văn. Rồi đến các vị thanh văn duyên giác. Rồi dưới nữa bắt đầu cảnh giới của chư thiên hằng hà sa số, các cái cảnh giới của các cái cõi trời, được gọi là cảnh giới của chư thiên. Rồi dưới nữa cảnh giới thứ năm được gọi là cảnh giới của cõi người. Rồi cảnh giới của Atula, rồi cảnh giới của cõi người, rồi dưới nữa là cảnh giới của các vị gọi là súc sanh.
voi, bò, trâu, ngựa, côn trùng rồi vân vân, tất cả các loại đó thuộc cái lĩnh vực của cảnh giới đó, được gọi là cảnh giới của súc sanh. Dưới cảnh giới của súc sanh nữa thì được gọi là cảnh giới của ngạ quỷ. Dưới cảnh giới của ngạ quỷ nữa thì đó là cảnh giới của địa ngục. Thì đó là phân tầng mà cái quan niệm nhìn nhận của Phật giáo về cái thế giới cuộc đời này. Thấp nhất á, chúng ta tính lại thấp nhất á, là từ cảnh giới địa ngục lên cảnh giới thứ hai, đó là cảnh giới của ngạ quỷ, của các loại ma, của các loại quỷ đói, gọi là ngạ quỷ. Lên cảnh giới thứ ba đó được gọi là cảnh giới của súc sinh. Lên cảnh giới thứ tư là cảnh giới của con người. Lên cảnh giới thứ năm được gọi là cảnh giới của các loại nửa thiên thần, đó là gọi là Atula. Lên nữa thì cảnh giới thứ sáu đó là cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của hằng hà sa số các thiên hà hoàng vũ, được cảnh giới chư thiên. Cảnh giới thứ bảy được cảnh giới của thinh văn. Cảnh giới thứ tám được gọi là cảnh giới của duyên giác. Và cảnh giới thứ chín là cảnh giới của Bồ Tát. Và cuối cùng đó là cảnh giới 10, là cảnh giới của vô lượng vô biên chư Phật, được gọi là thập pháp giới. Thì có các Phật tử nào mà thường tu tập nhiều hay các tăng ni sinh mà chúng ta thấy chúng ta có cái bản đồ thập pháp giới, thì chúng ta để ý, chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy cái Đức Phật dạy về cái quan niệm tùy theo cái phúc đức của người tu tập mà chúng ta nhìn nhận về thế giới, về cuộc đời này. Thế đến với Đức Quan Âm Bồ Tát, cảnh giới của Đức Bồ Tát, nguyên cái từ Bồ Tát á, là Bodhisattva. Bodhi á, thì nó được dịch từ cái chữ là Bồ Đề. Bồ Đề tức là chữ Bồ Đề, mình có hiện có nghĩa rằng dịch trong tiếng Việt của mình á, là giác ngộ. Sattva là dịch là chúng sanh. Bodhisattva được gọi là Bồ Tát. Bodhisattva trong cái tiếng Bali và tiếng Sanskrit bắt đầu gọi là Bodhisattva, dịch ra trong cái tiếng Hán Việt gọi là Bồ Đề Tát Đỏ, còn dịch ra tiếng Việt mình là Bồ Tát. Bodhisattva có nghĩa là Sattva là chúng sanh, Bodhi là Bồ Đề. Bodhisattva là một chúng sanh, một con người hay là một chúng sanh mà đã có cái sự giác ngộ thì được gọi là Bodhisattva, là được gọi là Bồ Tát. Một chúng sanh đã giác ngộ và đem cái sự giác ngộ đó để mà giúp cho mọi người được sáng tỏ, được an lạc, được giác ngộ, thì cái đó được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát trong Phật giáo thì có hằng hà sa số chư vị Bồ Tát. Đến với Phật giáo mà thông thường các Phật tử như lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu sơ một chút về hạnh nghiệm của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi chúng ta đã nhiều lần tìm hiểu về đức hạnh nghiệm của Đức Quan Bồ Tát. Rồi hạnh nghiệm của Đức Bồ Tát Phổ Hiền, hạnh nghiệm của Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, hằng hà sa số chư đại Bồ Tát mà các Phật tử chúng ta khi tìm hiểu đến cái kinh điển của Phật giáo, kinh điển Đại Thừa thì chúng ta gặp rất là nhiều. Từ bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, tới kinh Hoa Nghiêm Tông, tới kinh Địa Tạng, nên tất cả kinh điển gần như các Phật tử, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, gần như tất cả các kinh điển chúng ta đều có bắt gặp hình tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong đó. Về về chùa cũng vậy, thì chúng ta thường gặp cái hình tượng của Ngài là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thưa các Phật tử á, là phần lớn khi chúng ta mới vào đạo á, thì chúng ta cũng ít biết lắm. Nhiều khi chúng ta về chùa không biết, ta nói ôi trời, ông ngồi chính giữa là ông gì? Thì Đức Phật Thích Ca, nhiều người không biết. Khi mình chúng ta học hỏi, ta tìm thì ra Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Khi ta đọc về lịch sử của Ngài thì chúng ta bắt đầu mới tìm hiểu về Ngài, mới biết về cái sự tu tập, hành trình tu tập tìm đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, chúng ta mới biết. Hay là chúng ta về thấy hình tượng của Đức Quan Bồ Tát, hỏi mình, nhiều khi mình cũng không biết được, hỏi ai đây, bà nào đây, cầm cái bình cam lồ đó là cầm cái bình này bình gì, cầm cái cọng cỏ đó là cái, đó là cái gì, mình phải biết bình dương liệu. Rồi sau này mình học nữa mình mới biết là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nếu mà chúng ta thường niệm đủ là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà chúng ta thường niệm đủ danh hiệu của Ngài thì chúng ta niệm rất là dài như thế. Còn bình thường là chúng ta Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì trong cái danh hiệu của Ngài á,
Đặc biệt là chúng ta, thứ nhất là từ Nam Mô thì các Phật tử chúng ta đã hiểu nhiều rồi. Nam Mô tức là kính lại, kính lễ, quy mạng, nương tựa, quy y, trở về nương tựa. Cái từ Nam Mô có rất là nhiều nghĩa. Cho nên chính vì vậy mà trong chùa thường không có dịch ra, không có, ít khi chúng ta dịch là kính lại Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ ta không có nói là kính lại Đức Phật A Di Đà. Các Phật tử hay là quý thầy đều gặp nhau thì chúng ta chắp tay là niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chúng ta không có gọi là kính lại Phật A Di Đà. Tại vì cái từ Nam Mô thì nó đầy đủ ở trong đó hết, rất là nhiều ý nghĩa ở trong đó. Cho nên là cái từ được giữ nguyên. Từ Nam Mô có nghĩa là kính lại, là quy y, là quy mạng, là trở về, là nương tựa. Rất nhiều ý nghĩa. Nam Mô Đại Từ. Đại Từ là Đức Quan Âm Bồ Tát, là có cái lòng từ rất là to lớn. Đại Bi là Đức Quan Bồ Tát có cái lòng bi rất là to lớn. Từ bi hỷ xả là được gọi là tứ vô lượng tâm. Sau này các Phật tử có dịp nào chúng ta đi tìm hiểu về cái bài tứ vô lượng tâm, tức là từ là gì, bi là gì, hỷ là gì và xả là gì. Mà Đức Quan Bồ Tát ở đây là ngài có cái hành nguyện to lớn là đại từ, đại bi, tầm thinh cứu khổ nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thông thường chúng ta thường niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ở nơi đây là chúng ta là dịch ra là con kính lại, con kính lễ, con xin quy y quy mạng Đức Bồ Tát có cái lòng từ to lớn, có lòng bi to lớn và thường lắng nghe. Tầm thinh, tầm tức là tìm, thinh là âm thanh, tầm thinh cứu khổ nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài thường Quan Âm Bồ Tát là lắng nghe âm thanh của cuộc đời. Là nếu mà đơn giản là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là con kính lễ, con kính lại, con quy mạng, con nương tựa Đức Bồ Tát có cái lòng đại từ, lòng đại bi, lắng nghe âm thanh của cuộc đời để mà cứu khổ giúp cho mọi người. Cho nên chính vì vậy mà tha niệm danh hiệu Đức Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì các Phật tử chúng ta cố gắng chúng ta nhiếp tâm vô, chúng ta hiểu một chút. Khi mà chúng ta tu tập tha niệm danh hiệu của ngài Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì các Phật tử chúng ta cố gắng chúng ta nhiếp tâm mình vô cái danh hiệu này thì chúng ta sẽ thấy được cái hành nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở nơi đây thứ nhất hành nguyện cái từ đại từ, đại bi thì chúng ta biết Đức Bồ Tát này có cái lòng rất là đại từ. Từ là gì? Từ là ban vui. Bi là gì? Bi là cứu khổ. Từ năng giữ chúng nhất thiết chúng sanh chi lạc. Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Cái lòng từ nó có khả năng á, nó đem đến tất cả những cái niềm vui cho chúng sanh thì được gọi là lòng từ. Lòng bi là nó có khả năng nó làm cho vơi những cái nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi người, giúp cho mọi người bớt những khổ đau thì cái đó được gọi là lòng bi. Đại từ đại bi sáng cho người niềm vui, chiều giúp người ta bớt khổ. Đó là những ý nghĩa đơn giản nhất của lòng từ bi. Tầm thinh cứu khổ nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, mà thường chúng ta dịch, chúng ta đọc ta niệm là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các Phật tử chúng ta cố gắng thành chúng ta nhớ quán là gì. Quán tức là quán sát, có khi là dùng là Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đúng. Quán với quán là giống nhau. Nam có nhiều chỗ niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái chỗ khi chúng ta niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là hai từ đó là cũng giống nhau. Cũng giống như người Bắc ta niệm là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà người Trung với người Nam của mình á thì thường là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái từ hai từ đó là giống nhau. Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giống như là chúng ta niệm Nam Mô Bản, bổn với bản là một.
Cho nên có nhiều người thắc mắc tại sao có lúc chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, có lúc chúng ta niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai từ này là một, là giống nhau. Giống như chữ Phúc, chữ Phước, hai từ đó là một. Và chữ Bản, chữ Bổn là một. Chữ Quan với chữ Quán là hai từ đó cũng là một. Quán Thế Âm Bồ Tát, quán tức là quán sát. Quan cũng là quan sát, là nhìn nhận, là lắng nghe. Quán Thế, thế tức là cuộc đời, là thế gian. Âm là âm thanh của thế gian. Ngài Bồ Tát của Âm có một cái hành luyện tu tập của Ngài rất là siêu việt, đó là hạnh lắng nghe. Cho nên khi học về hạnh Đức Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta học cái hạnh nguyện đầu tiên của Đức Quan Âm Bồ Tát, đó là hạnh lắng nghe. Lắng nghe là một trong những công hạnh siêu việt của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà chúng ta không có lắng nghe được thì chúng ta không bao giờ mà chia sẻ được, không cảm thông được. Trong cuộc sống này, nếu mà thầy trò không có biết, trò không biết lắng nghe lời thầy, mà thầy thì không có lắng nghe được kỹ nỗi khổ niềm đau khó khăn khúc mắc của người đệ tử. Hay là giữa người cha và người con, người mẹ và người con, hay người chồng người vợ, hay tất cả mọi người mà không biết lắng nghe, không thấu đáo, không thấu hiểu lẫn nhau thì không thể nào mà thương yêu nhau được, không giúp nhau được trong cái cuộc đời này. Còn ở một cái đỉnh cao của Đức Quan Âm Bồ Tát là Ngài ở một trình độ, một trí tuệ, một bậc giác ngộ siêu việt. Ngài luôn luôn quán sát, lắng nghe những âm thanh, những nỗi khổ niềm đau của mọi người để mà cứu khổ, cứu nạn, để mà giúp được cho mọi người. Cho nên khi mà học về cái hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì các Phật tử chúng ta cố gắng, chúng ta để ý học theo cái hạnh nguyện đầu tiên, đó là hạnh nguyện lắng nghe. Quán Thế Âm, quán sát âm thanh của thế gian là trình độ siêu việt cao của Ngài. Nhưng mà ở cái mức độ mà thấp nhất á, là chúng ta lắng nghe những cái người bên cạnh của mình. Người cha, người chồng, người con, người cháu thì chúng ta biết lắng nghe với nhau. Chứ còn không, nếu mà chúng ta không ngăn lắng nghe thì chúng ta dù có giỏi cỡ nào chúng ta cũng dễ bị ngộ nhận. Trong khi mà quý thầy đọc về những cái cổ học tinh hoa, về những cái câu chuyện ngày xưa, nó có một cái câu chuyện được tên là cái chuyện nồi cơm của Khổng Tử. Nồi cơm Khổng Tử thì Đức Khổng Tử là một trong những cái bậc thánh nhân của cuộc đời này. Ngài cũng sinh vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước, thứ 5, thứ 6 trước công nguyên, cũng gần như cùng cái thời cái Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ở Trung Quốc cũng có hai cái bậc, được gọi hai bậc thánh nhân, đó là Khổng Tử và Lão Tử. Khổng Tử thì thành lập ra đó cái đạo Khổng giáo, Lão Tử thì thành lập ra cái đạo giáo. Khổng Tử là một cái bậc thánh nhân tới mức độ Ngài giỏi tới mức độ mà người ta bảo rằng là nghi nhất tự lai vấn, tức là có nghi ngờ bất kỳ cái điều gì, nghi ngờ bất kỳ cái chữ nào thì cũng có thể đến hỏi Ngài, Ngài giải đáp được. Ngài Khổng Tử rất là giỏi. Thì Khổng Phu Tử á, nhưng mà trong cuộc đời của các bậc thánh nhân, hay là Khổng Phu Tử cũng vậy, Đức Khổng Tử thì trong cái thời đó được gọi là thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì lúc bây giờ có nước Khổng, rồi có những cái nước Lỗ, rồi nước Thục, nước Hàn, nước Sở, vân vân, Ngài phải đi rất là nhiều nước. Thì trong cái thời giặc giả đánh nhau đó, thì khi mà những cái vị vua quan, vị vua mà dùng Khổng Phu Tử để mà làm cái quân sư, để mà giúp cho trị quốc an dân, để giúp cho thiên hạ, thì là cái đạo Khổng được phát triển rất là tốt, và nhiều người cũng nhờ đó mà học hỏi được rất là nhiều điều. Nhưng mà khi một cái quốc gia đó mà không có dùng Ngài thì Ngài lại đi trong cái thời mà loạn lạc, thì thầy trò Khổng Phu Tử rất là khổ. Thì có một lần câu chuyện đó, lúc bây giờ là Khổng Phu Tử bị thất sủng ở tại cái nước Sở, Ngài muốn đi qua những cái nước Lỗ. Thì trong cái trên đường đi thì cái thời đó chiến tranh đánh nhau giữa các nước này, nước kia đánh nhau. Ngày xưa quốc gia Trung Quốc cũng chia làm rất là nhiều cái quốc gia đánh nhau trong thời đó. Ví dụ như 6 nước đánh nhau, Lục Quốc, hay là Tam Quốc đánh nhau, 3 nước gọi là Tam Quốc diễn nghĩa. Và trước thời Khổng Phu Tử là lúc bây giờ ổng, trong ông có rất là nhiều người đệ tử. Thì trong một cái lần ông ta đi, lúc bây giờ mà chiến tranh giặc giả, thì lúc bây giờ là ông bị thất sủng,
trong cái nước lỗ đó, nước sỏ, nước lỗ, rồi nước tần, rồi vô, trong cái thời xưa đó. Thì ông ta dẫn theo các cái đệ tử, lúc đó thì quốc gia đó không có sử dụng ông nữa, cho nên là ông ta phải bỏ đi. Và trên đường đi lúc bây giờ ông ta có các khoảng chừng là 10 cái vị đệ tử thâm tín đi theo ông ta, đi qua những cái nước khác, đi từ nước này qua nước kia. Thì hôm đó đi tới một cái bìa rừng, khu vực rừng đó, thì thầy trò rất là đói khát. Khoảng chừng 10 thầy trò Khổng Tử đã đi với nhau, hết sức là đói khát. Cho nên á, là khi mà đầu đi qua đó thì cũng được cái duyên nó may á, là trên đường đi thì có một cái vị phú gia nọ, ta biếu cho một mấy con gạo, gạo thơm. Thì cái thời chiến tranh đói khát thì được những mấy con gạo thơm nó rất là quý giá. Nên thầy trò mang theo đến một bìa rừng nọ, đến một cái khu rừng nọ có một cái ngôi nhà rất là lớn, nhưng mà bị chiến tranh bị tàn phá rồi đánh nhau bỏ hoang á, thì thầy trò mới vô trong đó dọn dẹp để mà nghỉ ngơi. Thì thầy Khổng Phu Tử mới là bảo các cái đệ tử của mình là thổi cơm để mà dùng. Thì mới giao cho một cái vị đệ tử đó, thì đã mà phụ trách về nhóm lửa, vo gạo, nấu cơm. Còn những cái vị đệ tử khác á, nhiều vị đệ tử khác nữa thì đi vào rừng hái rau, người thì đi hái trái, để về mà nấu một bữa cơm cho nó thật là thịnh soạn, để mà ăn qua cái cơn đói khát mà dịch dạ lúc bây giờ. Thì trong các cái vị đệ tử đó thì có một ông tên là Nhan Hồi. Đệ tử này là rất là giỏi, thông tín, là rất là giỏi của Đức Khổng Phu Tử. Và Khổng Phu Tử đặt hết những cái niềm tin cho cái vị này, được gọi là Nhan Hồi, đệ tử mình. Thì ông xuống vo gạo nấu cơm. Và thì khi đó các đệ tử mới mắc cái võng cho ông Khổng Tử, thì ông nằm ở trên nhà trên, nhà hoang đó. Thì ông Nhan Hồi á, thì được đi xuống dưới nhà bếp á, bắt đầu thổi lửa nấu cơm, vo gạo nấu cơm. Khi ông Phu Tử, Khổng Phu Tử nằm ở trên cái võng trên nhà trên, ông ta đông đưa cái võng mà đọc sách. Thời đó thì chưa có sách như bây giờ, mà đọc sách trên những các cái thẻ tre đó, ta viết trong đó mà đọc. Thì nằm đung đưa đó thì Khổng, ông Nhan Hồi thì đang nấu cơm nhớ, đang nằm đó tự nhiên một cơn gió rất là lớn nó thổi qua, ầm 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 nó thổi qua khu đó. Ông nghe, Khổng Phu Tử nghe một tiếng sóng một cái, tức là cái gió nó lớn quá, nó thổi bay cái nồi cơm, bay cái nắp vung, nó rớt xuống dưới đất kêu sóng một cái. Thì ông nằm ở trên đó, thì lúc bây giờ ông ta nằm ở trên nhà trên, còn Nhan Hồi thì nấu cơm ở dưới, còn các huynh đệ lại thì đi vào trong rừng đó, mà người thì đi hái rau để về luộc, người thì đi hái trái rồi để mà chuẩn bị một bữa cơm ăn trong lúc đói khát. Thì ông nghe cái xoảng cái, ông nhìn xuống nhà dưới, ông nhìn thấy ông Nhan Hồi. Nhan Hồi là một vị đệ tử rất là đức hạnh, giỏi, mà ông nhìn xuống Nhan Hồi, tự nhiên ông thấy Nhan Hồi là mắt thì liếc qua liếc lại, nhìn đông nhìn tây, rồi xong là thấy một cái ai, cái Nhan Hồi mới lấy cái tay á, cào cào ở trên cái nồi cơm, hút cơm nó bỏ trong miệng ăn. Mà thời đó đói khát, ăn cơm rất là quý. Thì ông ta nhìn thấy tự nhiên là thấy một con gió to, nó nghe một tí xoáng một cái, nhìn xuống dưới nhà dưới, cái tự nhiên lại thấy Nhan Hồi mắt thì láo liên liếc qua liếc lại, rồi lấy cơm, lấy cái tay á, cào cơm ở trên cái phần cơm ở trên cái nồi, mắt thì liếc qua liếc lại rồi bỏ vào mồm ăn, nhai nuốt. Thì ông ta thở ra, ông ta thở ra, tức là Khổng Phu Tử lúc bây giờ ông ta rất là buồn. Ông ta bảo rằng Nhan Hồi là một trong những đệ tử đức hạnh, cơm như vậy trong đói khát giặc giũ, ngày sư phụ thì chưa ăn, các huynh đệ chưa ai ăn. Ông nghĩ trong bụng, ông không ngờ là Nhan Hồi lại nhìn cái vẻ mặt, mắt thì liếc qua liếc lại, nhìn đông nhìn tây, thấy không ai cho nên mới hút cơm mà ăn. Thì ông ta buồn, thở ra, bỏ cái cuốn sách mà mấy thẻ tre viết sách, sách ngày xưa người ta làm bằng các cái thẻ tre, bỏ xuống mà đọc, không đọc nữa, bắt đầu muốn nằm thở ra. Thì chuyện bắt đầu nó im ru, tới bắt đầu lúc bây giờ khoảng chừng một tiếng sau, các huynh đệ rồi tập trung rồi về nấu cơm nước dọn lên rất là thịnh soạn. Khổng Phu Tử ngồi ở chính giữa, hai hàng đệ tử ngồi hai bên. Trước khi mà ăn thì Khổng Phu Tử ông giống như ông thử lòng các đệ tử của mình. Ông bảo rằng trong cái lúc mà đói khổ giặc giả này, mà các thầy trò chúng ta được đoàn kết với nhau để vượt qua cái cơn hiểm nguy như thế này, hết sức là quý giá. Trong cái lúc giặc giả đói khát, bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu người mất mạng, đói khát kêu rêu rất là khổ, mà chúng ta có một cái bữa ăn thịnh soạn, đầm ấm như thế này, rất là quý. Nhưng mà
đạo của chúng ta, đạo Khổng cũng là một cái đạo hiếu. Trước khi ăn á, thì chúng ta hãy tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, những cái người đã khuất, những người đã qua đời, ông bà cha mẹ cửu hiền thất tổ, thì chúng ta nên đem cái cơm này giống như âm thầm mà chúng ta tưởng niệm, giống như ở trong Phật giáo gọi là cúng dường, thì chúng ta tưởng niệm đến ông bà cửu hiền thất tổ, những cái người đã nằm xuống, những người còn sống, những người đã chết. Hãy dùng một phút giống như một phút mặc niệm để tưởng niệm, và dùng chén cơm này tưởng tượng để dâng cúng cho những cái người đó trước khi ăn, là cái điều rất nên làm. Nhưng mà ta không biết cái cơm này có thanh tịnh hay không. Tức là ông ta muốn ông tại tại viện Khổng Tử là ông thấy Nhan Hồi đã hốt cái cơm này ăn trước rồi, thì cái cơm này nó không còn thanh tịnh nữa. Cái cơm mình ăn trước thì đâu có thể cúng cho Phật, cho tổ, cho ông bà cha mẹ cửu hiền thất tổ nữa. Cho nên ông ta nói về các huynh đệ, mọi các mà đệ tử của ông hết sức là tái mặt, không biết cái chuyện gì ông ta lại nói như thế. Ăn cơm mà bảo cơm này có thanh tịnh hay không. Cho nên á, thì mọi người đang hết sức là lo rồi, cái tự nhiên á là ông Nhan Hồi đứng dậy, ông nói là thưa thầy, thưa các huynh đệ, cơm này không có thanh tịnh. Thì ông Khổng Tử đã ông biết, ông không có nói gì, nhưng mà các huynh đệ và các những cái người đi theo là hết sức là lo lắng. Không biết tại sao mà cơm này đang cơm đang ăn ngon lành, đang sửa soạn ra để chúng bà ta hướng tâm đến ông bà cha mẹ của hiền thất tổ, những cái người trên trước, để trước khi mà ăn là dùng những cái phút như vậy rất là quý. Tại sao lại bảo cơm này không có được thanh tịnh? Cho nên đó là Nhan Hồi bắt đầu mới đứng dậy, mới thưa thầy cùng các huynh đệ, cơm này không còn thanh tịnh nữa, tại vì cơm này con đã ăn trước rồi. Khổng Phụ Tử ông ta biết, ông ta không có nói gì. Nhưng mà các huynh đệ hết sức là lo lắng, tại sao lại ông Nhan Hồi là một trong những cái đệ tử hết sức là đức độ thâm tín, ai cũng kính ngưỡng. Và thậm chí là Khổng Phụ Tử đặt hết cái niềm tin, sau này ông ta chết, ông ta qua đời là Nhan Hồi đặt trong cái trọng trách, ông ta gánh vác được cái sự nghiệp của Khổng Phụ Tử, trở thành cái đạo sau này trở thành một cái đạo, đạo Khổng hết sức là nổi tiếng. Mà tới ngày nay á, là cái viện Khổng Tử cũng được xây khắp mọi nơi trên thế giới, chứ không phải bình thường như ngày xưa. Người Trung Quốc cũng đã xây dựng rất là nhiều, đất nước Việt Nam mình cũng có, đặt đất nước Trung Hoa thì rất nhiều rồi, các nơi trên thế giới cũng có những cái viện Khổng Tử để mình nghiên cứu về triết học của Khổng Tử. Thì Nhan Hồi mới đứng dậy là thưa thầy với các huynh đệ là cơm này không còn thanh tịnh nữa. Tại vì sao? Thưa thầy với các huynh đệ, trong cái lúc mà con đang nấu cơm đó thì cơm bắt đầu nó chín rồi, cơm bắt đầu chín, đậy cơm lại, cơm cạn, cơm chín tốt hết. Lúc bây giờ các huynh đệ với thưa thầy là tự nhiên lại nó có một cái cuồng phong, cái cơn gió rất là lớn, nó thổi qua, nó thổi qua một cái á, là văng văng cái nắp dung ra, chút nồi cơm nó văng rớt xuống dưới đất. Khi mà nó rớt xuống như rớt đất rồi á, thì cơm cái bếp này là cái bếp hoang, cho nên bao cái nhà hoang đỡ lâu năm, bao nhiêu là bùa hóng đồ bụi bằng nó rớt xuống trong cái nồi cơm. Cơm gạo thơm, gạo trắng rất là quý của thầy trò chúng ta mang theo trong lúc đói khát như thế này, mà con nấu cơm nó chín nó ngon, cái tự nhiên bây giờ nồi cơm nó lại là đầy bụi hóng rồi bụi bặm dưa dưới như thế, thì là nếu mà con tính rồi con vớt, con hết sức là lo sợ. Cho nên á, giờ con vớt cái bụi hóng này con đổ đi á, thì nó cơm nó đi theo nó thì nó phí quá, nó rất là phí. Cho nên á, là trong cái lúc con thấy mà đổ cơm đó phí quá thì con không có biết, đổ xuống thì rất là phí, đói khổ. Trong cái lúc vật vã bao nhiêu người chết đói mà có một miếng cơm gạo nấu vậy rất là quý, mà con bỏ cơm này đi thì nó phí quá. Cho nên con đã bỏ vào miệng con ăn. Và con đã, cho nên cái cơm này con đã lỡ phạm trước, cho nên cơm này không còn, con đã ăn trước, cho nên con đã phạm với thầy và tất cả các huynh đệ. Và cơm này nó vì con đã ăn trước và nó có bụi bặm nó đã bắn vào trong đó, cho nên cơm này không còn thanh tịnh nữa. Con xin lỗi, con xin sám hối, xin lỗi sư phụ với các huynh đệ, tha lỗi cho con. Và cái phần cơm con đã ăn rồi, con xin không ăn cơm nữa, xin thầy và các huynh đệ tha cho con. Thì Khổng Phụ Tử bắt đầu nghe vậy thì ổn lại, trong người ông ta hết sức là rung mình. Ông ta ngửa mặt lên trời mà ông ta than. Ông ta bảo rằng
Một chút nữa ta đã trở thành tội nhân của thiên cổ. Một chút nữa ta đã trở thành tội nhân của thiên cổ. Tức là nếu mà ông ta không có nghe cái câu chuyện của Nhan Hồi mà kể ra thì ông ta nghĩ ông đệ tử này là không có đáng tin cậy. Trong cái lúc cơm nó thanh, nó cơm nhật giả đói khát có một nồi cơm rất là quý giá, mà ông này cặp mắt láo liên nhìn qua. Tại vì khi đó cái vứt tự nhiên mình đang nấu cơm chín rồi hết, cái cơm đó, cái nồi cơm nó rớt, nó vung ra, gió nó to rớt xuống, thì bao nhiêu bụi bay trong đó, ông ta rất là lo sợ. Trong lúc cái tâm ông ta hoảng hốt thì ông sợ, Nhan Hồi rất là lo sợ. Mà lo sợ rồi mà nhìn cơm này vứt bỏ đi, cho nên mà bỏ đi thì tiếc quá, cho nên mới bỏ vào miệng ăn. Mà khi mà bỏ vào miệng ăn thì mắt liếc qua liếc lại thử có nhìn, thử có ai thấy mình không. Cho nên những hành động đó được gọi là mắt thì láo liên, nhìn qua nhìn lại, cho nên không có tưởng đánh giá hành động đó thì nó không có tốt. Đấy. Cho nên ông ta mới ngửa mặt, khi mà nghe Nhan Hòa giải thích cái chuyện này rồi, ông ta mới ngửa mặt lên ở trên trời mà ông ta than rằng một chút nữa ta đã trở thành tội nhân của thiên cổ. Thì thưa quý Phật tử chúng ta, trong cuộc đời này thì Đức Phật dạy hành nghiệp của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta phải học cái hạnh lắng nghe. Đến nhiều khi Đức Khổng Phu Tử là một trong những người rất là siêu việt của cuộc đời, là một bậc thánh nhân, nhưng mà những gì diễn ra trước mắt của Ngài, mắt thấy tai nghe, ông đích thân ông nhìn thấy cái hành động của Nhan Hồi, mắt láo liên nhìn qua nhìn lại, hút cơm bỏ vào mồm ăn như thế, và nhìn cái thái độ của Nhan Hồi là không có tin tưởng được. Nhưng mà khi nghe Nhan Hồi giải thích xong thì ông ta mới trách mình. Ông ta nói một chút nữa ông ta trở thành tội nhân của thiên cổ. Cho nên trong cuộc đời này á, các Phật tử chúng ta học hành nghiệm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta học cái hạnh lắng nghe. Lắng nghe cái cuộc đời này, Quan Thế Âm Bồ Tát phải lắng nghe, không phải lắng nghe bằng mắt mà phải lắng nghe bằng tai, lắng nghe bằng âm thanh, nhìn bằng cặp mắt, rồi cảm nhận bằng khối óc, bằng con tim nữa. Cho có nhiều cái việc là chúng ta cứ vội vàng mà chúng ta thấy như vậy, vội vàng lên án mà trách móc, thì nhiều khi cuộc sống nó không như thế. Thấy thế mà không thế. Giữa người chồng cũng vậy, người vợ cũng vậy. Nhiều khi đi về hay mình thấy người vợ mình thế này, người chồng của mình thế kia, tự nhiên là mình đánh giá, mình nghi ngờ chuyện này, nghi ngờ chuyện nọ, đủ thứ. Cách đây không chừng một tháng, có thể đọc một cái tờ báo, ông cụ đó ông trên 90 rồi. Thế mà ông biết ông ghen làm sao mà cái bà vợ ông tám mấy tuổi rồi, mà bảo rằng bà đã lấy tiền của ông cho hàng xóm rồi thế này, mà ghen tuông tầm bậy tầm bạ rồi mà đánh nhau, chết bà vợ. Trên 90 tuổi đánh chết bà vợ. Tới mức độ mà khi mà tới bắt đầu cảnh sát tới bắt thì hối hận muộn là phải vô bắt bỏ tù. Ông ta khóc kể nữa một cuộc sống, không có chịu lắng nghe mà giận quá thì mất khôn. Cho nên hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái hạnh lắng nghe, Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình là người phàm phu, mình chưa đạt được cái trình độ của Đức Quan Bồ Tát là lắng nghe, để mà cho cuộc đời nó bớt khổ. Mà phải lắng nghe người con của mình, người chồng của mình. Ở trong các cái câu chuyện về các cái văn học của Việt Nam thì chúng ta học từ cấp 2, cấp 3 cũng có một cái câu chuyện gọi là Truyền Kỳ Mạng Lục, người con gái Nam Xương. Trong cái lúc mà chiến tranh đi thì người chồng bị bắt lính đưa đi. Hai vợ chồng rất là thương yêu ở nhau, mà vì giặc vụ chiến tranh nó xảy ra, và giống như bây giờ cái chiến sự nó đang xảy ra Ukraine nhé, đánh nhau khủng khiếp. Thì chiến tranh ngày xưa Việt đất nước Việt Nam mình cũng là chiến tranh liên tục 2.000 năm lịch sử của mình, và hết 1.000 năm, còn 4.000 năm lịch sử thì cái thời trước Hùng Vương người các cái vị đó gọi là mình không nắm được cái lịch sử một cách rõ ràng. Nhưng mà còn 2.000 năm một cách rõ ràng thì Việt Nam của mình hết 1.000 năm đô hộ tòng, 100 năm đô hộ chặt tay, 20 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ trong những bài hát của nhạc Trịnh Công Sơn họ đỡ lại, các Phật tử mà lắng nghe chúng ta thấy cái chiến tranh đánh nhau miết cái nội chiến đánh nhau. Wow. Thì trong cái thời chiến đó, khi mà đánh nhau nó có một cái câu chuyện gọi là câu chuyện người con gái Nam Xương. Thì lúc bây giờ là người chồng phải đến trong hai vợ chồng đang cuộc sống đang rất là hạnh phúc, tốt đẹp, bình an. Chiến tranh, chiến sự xảy ra, cái người chồng phải bắt đi lính. Khi chia tay nhau thì hai vợ chồng rất là thương, có một đứa con.
có một đứa con, hai vợ chồng rất là thương yêu nhau. Bây giờ chiến tranh xảy ra cho nên bắt ông chồng đi lính. Vì nhưng mà thương vợ thương con thì cũng phải, đã đi lính thì phải đi. Cho nên mà khi mà đi thì đứa con rất còn rất là bé. 3 năm sau ông ta khoảng 3 năm sau ông ta về, ông thăm được về thăm nhà. Thì cái buổi tối đó ông tối ông đứa con, ông bồng đứa con lên. Đứa con mới bảo rằng là ông không phải là cha của tôi. Cha của con tôi á là không có đến ban ngày. Cứ tối tối là mới đến. Tối tối là mới đến. À, hỏi đến nơi nào? Nói thông thường là đến nơi cái giường của mẹ tôi á. Là ngồi đó chỉ vào, hỏi đến đâu được, đứa bé nó chỉ vào cái giường ở trên vách. Này. Thì ông mới ghen, máu ghen ta nổi lên. Ông ta không có chịu lắng nghe, không có lắng nghe, không hỏi được bà vợ, cũng không hỏi đứa con. Đứa con nó nhỏ thì nó chỉ nói thôi, mà máu ông ghen vừa nổi lên. Nhân từ đó mới bực tức mà không có tìm hiểu căn nguyên, mới đi giết chết người vợ, mới đánh đập người vợ của mình tàn nhẫn. Rồi nói vợ là phụ tình nữ này kia, sống phụ bạc này, chửi mắng đánh đập thậm tệ. Cho nên người cô con gái đó không cách nào mà giải thích, không chịu lắng nghe bà giải thích, cho nên phải đâm đầu xuống dòng sông tự tử mà chết. Thì trong một cái đêm nọ, thì lúc bây giờ thì người chồng nhớ vợ, rất là thương vợ, bồng đứa con. Đứa con bây giờ nó cũng lớn lên được, gọi là 4-5 tuổi. Hai bố con thì tối trong cái đêm nhà tranh ngày xưa là nghèo khổ, cho nên bật cái đèn dầu lên. Thì lúc bây giờ là ông, cái đứa con ở bên cạnh, ở trong lòng của ông chồng. Thì cái hình ảnh, cái ngọn đèn nó chiếu ở trong vách. Thì đứa con nó nói là ba, đây mới là ba của con, đây là mới là ba của con, ba con đã về rồi, ông không phải là ba tôi. Này, đây mới là ba tôi. Thì cái cơ sự mà ông ta hiểu ra là cái đứa mà khi mà ông ta đi á, thì cái đứa con mà mỗi lần nó khóc, nó nhớ cha của nó, thì nó hỏi cha đâu rồi mẹ, thì mẹ nó là buồn, nó an ủi người con. Thì trong những đêm khuya vắng như vậy, thông thường là mẹ con mới, hai mẹ con mới ở bên nhau. Còn hàng ngày thì bà phải đo buôn tả bán tầng, phải làm này làm kia, cứ tối lại là trong đèn lại, thì bồng đứa con. Đứa con cứ hỏi ba đâu á, thì cái bà mẹ bà mới chỉ lên trên vách á, là cái hình của bà đấy, nó chiếu ở trong vách. Thì không có ai đó chỉ, mới chỉ cái hình đó. Cho nên khi đứa bé nói thì cơ sự ông ta không có tìm hiểu, không có tìm hiểu được căn nguyên, không có lắng nghe hết, mà đỡ mà trách cái người vợ của mình, mà đỡ rồi người con gái năm xưa nó đã hy sinh và trở thành một cái câu chuyện bi kịch trong cái lịch sử. Thì đó cũng là một trong công cái cách cái cuộc sống chúng ta không có biết lắng nghe trong cái cuộc đời này, và phần lớn chúng ta không biết lắng nghe thì chúng ta thường thất bại hết tất cả mọi việc. Trong cái thập pháp giới, cái người mà đi xuất gia trong Phật giáo của đạo Phật tu tập ở Đức Phật dạy gọi là hàng thanh văn, thinh văn, thanh hay gọi là thinh, có chỗ gọi là thanh văn, có chỗ gọi là thinh văn. Thinh là âm thanh, hay là thanh là âm thanh, văn tức là lắng nghe. Một trong những cách để mà lắng nghe tu tập là người con Phật ngày xưa đó, Đức Phật dạy tất cả mọi việc lúc đó giờ nó gần như cũng chưa có chữ viết. Chưa có chữ viết thời Đức Phật là chưa chữ viết, không có, chưa có hình thành. Nên hồi đó là chưa có viết và chưa có giấy. Cho nên tất cả kinh điển thì Đức Phật nói ra thì Ngài Tôn giả Ananda hay tất cả đệ tử của Ngài phải nghe để mà nhớ, lắng nghe bằng âm thanh, lắng nghe âm thanh tu tập để mà chuyển hóa. Trong ba cái phương pháp tu tập của Phật giáo là văn, tư và tu. Bước đầu tiên là phải biết lắng nghe tu tập. Cho nên hạnh nguyện Đức Quan Bồ Tát là hạnh nguyện của lắng nghe. Phải lắng nghe để mà chuyển hóa, mà tu tập. Nghe âm thanh, nghe giáo lý, nghe kinh điển, nghe Phật Pháp. Rồi chúng ta ứng dụng văn, rồi suy tư. Văn tư là suy tư, ứng dụng quán chiếu suy tư, rồi mới tu tập. Văn tư tu là ba cái bước đến với đạo Phật. Từ cái thời xa xưa Đức Phật dạy là yếu tố đầu tiên là phải biết lắng nghe. Giống như bây giờ mình nghe pháp này, mình nghe kinh này, nghe tất cả mọi việc. Còn bây giờ thì đã có cái giấy, có bút, có viết. Chứ ngày xưa Đức Phật dạy là lúc bây giờ giấy, bút, viết là chưa có. Đó. Lịch sử mà hình thành nên cái giấy, làm nhân loại làm giấy được thì cách đây khoảng chừng 2000 năm thôi.
mà Đức Phật cách nay khoảng 2600 năm rồi, nên thời đó chưa có giấy bút mà phần lớn á. Rồi sau này các vị kết tập kinh điển tới lần thứ 3, thứ 4 á, thì mới viết trên các cái lá bói, chứ trước kia thì chưa có. Phần lớn phải lắng nghe âm thanh Đức Phật dạy để mà chuyển hóa, để mà tu tập. Trên cái hạnh nguyện của Đức đầu tiên của người con Phật, các Phật tử hồi giờ chúng ta thường đi chùa thì chúng ta cầu nguyện ban đầu là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát đã gia hộ cho mình. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi, tu tập hơn một bước nữa thì chúng ta phải lắng nghe, học theo hạnh nguyện của Đức Quán Âm Bồ Tát. Quán âm là lắng nghe âm thanh để mà tu tập. Mà khi nào chúng ta tu tập tốt rồi như Ngài thì lúc bây giờ chúng ta mới đem cái sự giác ngộ, cái sự tốt đẹp, cái phúc đức của mình mới cứu giúp mọi người, mới làm cho người ta vơi bớt những nỗi khổ niềm đau. Thì cái đó là đại từ đại bi. Thì đó là những cái hạnh nguyện tiếp theo mà chúng ta sẽ học từ Đức Quan Bồ Tát. Bước đầu tiên là chúng ta học cái hạnh lắng nghe. Lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Trong cái cuộc sống này cũng vậy, bất kỳ cái điều gì mà chúng ta không có cái sự cảm thông, có sự chia sẻ, không biết lắng nghe thì chúng ta thường không thành công được. Một học sinh học trò đi học mà không có lắng nghe, thực tập theo lời thầy cô dạy, hay là lắng nghe lời giảng của các vị giáo viên, các vị thầy cô giáo thì cũng không thành công được. Một người con không có lắng nghe được người cha, mà thậm chí người cha, người con phải lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của người con của mình thì mới cảm thông, mới chia sẻ được. Chứ còn mà làm một cách một chiều thì không bao giờ thành công được. Hạnh nguyện thứ nhất mà người con Phật mà chúng ta học ở nơi Đức Quan Âm Bồ Tát là học theo cái hạnh lắng nghe. Cho nên ở trong mà các cái vị tôn túc, các cái vị mà vị thầy nổi tiếng nhất ở trong Phật giáo, một trong những bậc thầy nổi tiếng nhất của Phật giáo đó là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ngài thường giảng về cái hạnh nguyện lắng nghe của Đức Quan Âm Bồ Tát. Lắng nghe là một trong những cái phương pháp thực tập quan trọng để mà giúp chuyển hóa thân tâm, là nhịp cầu cảm thông để giúp cho ta định tĩnh, sáng suốt, khai mở trí tuệ, trải rộng tâm từ, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với người khác, đã cùng vượt qua những nghịch cảnh và đến gần hơn với hạnh phúc chân thật của chính mình. Lắng nghe là một trong những gia tài vô tận mà ai cũng có thể dâng tặng cho mọi người. Lắng nghe để hiểu, dù điều ấy đã nói ra hoặc chưa nói. Lắng nghe để hiểu mình, hiểu người, để trút bỏ những ưu phiền, để lạc quan, để mà vui sống. Và trong nhiều người cứ gọi là ôm hận suốt đời, không chịu nói ra những nỗi khổ niềm đau. Ai cũng có khổ, ai có những cũng khúc mắc, mà chúng ta khi chúng ta biết nói ra, biết chia sẻ thì chúng ta đã làm cho cuộc đời này rất là hay. Đặc biệt là các Phật tử mà chúng ta thấy hiện nay trên thế giới, xã hội càng ngày càng phát triển, thông tin càng ngày thì người ta có thể nghe đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cứ đi làm về, các cái nhiều người không chịu lắng nghe. Vợ của mình có thể là cả ngày, có nhiều ông chồng thì đi làm cả ngày, về con gái không có nghe được cái bà vợ của mình như thế này, hay đứa con mình thứ kia, về làm lo tắm lo rửa rồi lại bật tivi điện thoại rồi nói chuyện suốt ngày suốt kia, không biết cái đứa con của mình nó có bị nghiện ngập hay không, không biết đứa con mình nó có chơi game được nhiều hay không, hay đứa con mình nó bị buồn bị vui gì. Trong cái cuộc sống này nó dễ bị cô lập. Nên chính vì vậy mà trên thế giới là một hiện tượng nó nghịch lý, rằng là những cái quốc gia rất là phát triển như là Nhật Bản thì cái số lượng người ta tự tử rất là nhiều vì vấn đề tự kỷ. Mà vấn đề tự kỷ là từ cái vấn đề những cái người thân của mình, những người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con không có cảm thông, không lắng nghe họ để cho họ tách biệt của xã hội, và đến lúc là họ bế tắc, họ tìm đến cái chết. Cái thế giới này bây giờ là cái thống kê mà quốc gia mà có số người tự tử rất là nhiều, đó là Nhật Bản, rồi đến những quốc gia Mỹ Quốc, rồi Hàn Quốc. Đó là những cái nghịch lý, là những quốc gia đó là một trong những quốc gia hết sức là phát triển, nhưng mà là người ta lại là có cái số lượng tự tử rất là cao. Mà cho nên chính vì vậy mà Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Ngài đi giảng khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài dùng cái phương pháp lắng nghe của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà khuyên mọi người phải cố gắng, phải biết lắng nghe. Lắng nghe, mà cái phương pháp tu tập lắng nghe đạt tới một cái đỉnh trình độ rất là cao siêu, chứ không phải bình thường như mình nghĩ. Ban đầu những cái vấn đề chúng ta chuyển hóa những khúc mắc ở trong cuộc sống này, để mà được cái tình thương yêu, cái lòng từ bi sơ cơ nó được phát triển. Còn khi mà lắng nghe đến mức độ mà siêu việt của cuộc đời, là lúc bây giờ là
các cái vị mà tu tập, thậm chí họ lắng nghe Đức Quan Bồ Tát gọi là lục thông viên viên dung, lục căn viên dung. Lục căn tức là 6 cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi mà ngài tu tập đạt tới một cái trình độ là lắng nghe một cách rất là siêu việt. Ta nghe bằng lỗ tai, nhưng mà có người cảm nhận phải nghe bằng cái mắt, mà nghe bằng cái âm thanh, bằng cái mũi, nghe bằng hương vị, nghe bằng thông sắc. Trong cái lục căn á là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý, gọi là 6 căn. Cái cuộc sống là nhiều người cứ nghĩ rằng chẳng hạn như có nhiều người khi chúng ta ăn á, là ăn gì? Ăn bằng miệng. Ăn bằng miệng, nhưng mà ăn bằng miệng, bằng mồm. Nhưng mà thực chất á, bây giờ mà người nào mà muốn ăn một cách tốt, không phải ăn bằng miệng mà phải ăn bằng mắt. Ăn bằng cái lỗ tai, ăn bằng cái lỗ mũi, ăn bằng cái ý. Thậm chí mà đạt tới trình độ siêu việt như quý ngài ăn trong thiền định, hơi thở, tu tập. Đó là cái vấn đề ăn uống bình thường. Ăn bằng mắt là sao? Khi chúng ta vô một cái nhà, thậm chí đi về, ông chồng hay bà vợ đi làm về mỏi mệt, mà tự nhiên là thấy người vợ của mình, người chồng mình dọn cho một mâm cơm rất là ngon, nhìn trong nhà nó sạch sẽ, nhìn cái mâm cơm nó rất là tươm tất, bày thức ăn ra rất là ngon, tự nhiên á là mắt nhìn vô là muốn ăn rồi, gọi là ăn bằng mắt. Nhưng mà về nhà thấy nhà của, nhìn vô thấy nhà của thì nó dơ dí, nó bụi bặm, bơ bắt mì lên thì dọn nửa trong nửa ngoài, nhiễu nháo bàn ghế nó dơ dí, dọn bàn ăn thì lùi xùi, nó bóng thiếu, thế thì nó ngán ăn được rồi. Đó là ăn bằng mắt. Ăn bằng mũi là sao? Về nhà tự nhiên là cái nhà nó hôi, nó thúi, nó bóng thế này thế kia, nó làm đủ thứ thì người ta không muốn ăn nữa, ta ngán lắm. Cho nên những người nấu ăn mà họ giỏi, họ nấu ăn nghe cái âm thanh họ nấu xèo 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 của trên con cúc họ nấu này kia là nghe là thấy là hấp dẫn rồi, nghe cái âm thanh. Hay là chẳng hạn mình về mà ăn, người chồng của mình đi làm về, người vợ của mình đi làm về mệt mỏi, mình dọn cho một bát mì, bát cơm lên bát ăn, mình ăn bưng cái bát cơm mình vứt trên bàn ăn đi, bực mình ai mà dám muốn ăn nữa, lập một bàn ăn mà chửi rủa bên tai sẽ ăn, ăn mà cầu hầu cấu hấu thô bãi nhịn đói cũng được. Nên phải cái âm thanh như thế nào. Nên những cái nhà hàng, những cái đạt tới đỉnh cao là phải họ làm, đi vô một cái quán cà phê, một cái nhà hàng bây giờ là không phải mình ăn, mình uống một quán cà phê, một cốc cà phê đó thì người ta pha bình thường thôi, bên vỉa hè, bên ống cống, ống đồ ngọt, bên vỉa hè bụi bặm thì nó giá trị khoảng chừng 50.000, 10.000. Nhưng mà những nhà hàng cao cấp đi vô trong đó thì sao? Ta uống một cái cốc cà phê hay một cốc trà thì ta phải nhìn cái cây nó đẹp như thế nào, những con, nhìn những con cá coi nó bơi như thế nào, những giọt nước cái thác nó chảy như thế nào, âm thanh rồi mắt rồi mũi rồi lưỡi rồi thân rồi miệng ấy nó có xúc tác, giá trị nó nâng tính một cái đỉnh cao. Cho nên khi đó chẳng hạn mình học trong kinh A Di Đà thì cái cảnh giới Đức Phật dạy này, Xá Lợi Phất ông có biết không, cái cảnh giới A Di Đà đó thì đất bằng vàng ròng như thế nào, nước đó là 8 công đức như thế nào, các cái hồ ao ở nơi đó là như thế nào, các loài chim ở nơi đó là như thế nào, con người ở nơi đó như thế nào, cảnh giới nơi đó một ngày đêm 6 thời có hoa, các loại hoa quý nó mưa xuống đó, rồi chúng sanh ở nơi đó nhặt cái hoa đi chu du cúng dường đến 10 phương pháp giới. Cho nên trong cái cuộc sống này là mình tu tập, mình phải lắng nghe tất cả mọi việc. Mình ăn từ cái việc ăn uống tới cái việc lắng nghe là mình có cái sự chọn lựa. Ban đầu là bước sơ cơ, mà bước tu tập lên thì phải lắng nghe, thậm chí lắng nghe từ cái âm thanh của mình. Khi mà một hành giả tu tập thiền định thì phải lắng nghe ngồi xuống, tùy theo cái tư thế của mình, trong cái tư thế bán già, trong cái tư thế kiết già, hay là trong một cái tư thế liên hoa nào đó. Nhưng người đau chân thì cũng phải ngồi tùy theo cái tư thế của mình ngồi, miễn làm sao giữ được cái thân tâm của mình thanh tịnh. Rồi mình lắng nghe, ban đầu mình theo cái dõi hơi thở, rồi xong đó mình lắng nghe những âm thanh của xung quanh như thế nào, lắng nghe cái tiếng lòng của mình, và những cái bậc đó tu tập đạt tới cảnh giới rất là cao. Ban đầu thì chúng ta chỉ là học người ở tại thế gian, những người Phật tử thì chúng ta lắng nghe những người xung quanh để mà cảm thông, có để thiết lập cái sự hạnh phúc, cái sự truyền thông, sự cảm thông. Lúc bây giờ chúng ta mới giúp đỡ được mọi người. Chứ còn nếu mà không, chúng ta chỉ biết làm theo cái của mình không, mà phải lắng nghe rồi mà phải có suy tư, văn tư và tu thì mới ứng dụng tu tập được. Chứ mới nghe cái chuyện của bà này, bà nói mấy chuyện bà hai mình, cái người ta thêm mắm thêm muối vô, người ta nói này kia, mình nghe mình nói cồ, mình nghe một cái chuyện gì mình phải hóa giải. Cái người mà tu tập tốt thì nghe một cái gì không có vội vàng đánh giá,
phải lắng nghe từ từ. Ta nói ai là người nói cái câu này mà nó có trúng không? Hay là người ta ghét của mình, hay người ta thêm vào, người ta chọc mình, ta nói mình, ta móc mình, ta mỉa mình, hay là ta ca ngợi mình, là tán dương mình. Mà người tu tập là làm sao? Gọi là bác phong suy bất động. Học tới mức độ là bác phong suy bất động là làm sao mà tám ngọn gió đời nó thổi vào, phỉ nộ áo ố, mà cái tâm mình nó luôn luôn được giữ được cái thanh tịnh, không có cấu, không có ghét, không có sân, không có si, không có oán trách cuộc đời. Thì cái người đó là tu tập rất là tốt. Cho nên cái hành nguyện đầu tiên của người con Phật là chúng ta phải biết cố gắng mà lắng nghe. Kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bất khổ. Ngài là trái tim nghe và hiểu biết. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Nghe mà với cái tâm không thành kiến. Nghe đừng có vội vàng lên án, chỉ trích, mà từ từ phải lắng nghe để mà cảm thông tất cả mọi việc. Phải nghe với cái sự chú tâm thành khẩn của chúng con. Chúng con sẽ tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con sẽ tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu biết. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều nỗi khổ niềm đau của kẻ khác rồi. Đó là một trong những cái lời quán nguyện mà học theo hành nguyện của Đức Quan Bồ Tát, thực hiện theo cái hành nguyện của Ngài. Pháp môn của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, một trong những phương pháp đó là cái phương pháp phản văn, văn tự tánh. Không có xuôi đuổi theo cái dòng âm thanh mà trở ngược lại cái tánh nghe của chính mình. Trong cái nghe của Ngài, Ngài chuyển dụng cái khả năng, cái tiếng nghe bên ngoài để nghe lại cái tự tánh, tiếng lòng của mình. Đến lúc những cái sinh cái diệt hết thì tánh vắng lặng hiện ra, và khi ấy chứng được nhĩ căn viên thông, được hai thứ thù thắng đồng với cái từ lực của mười phương chư Phật, và đồng cảm thông với lòng mong thương cứu của chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi. Xin học theo hành nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát là nghe để hiểu và giúp người khác nhận diện được nguồn gốc khổ đau, để giúp cho người an vui, lắng nghe để yêu thương, yêu thương tất cả muôn loài. Khi mà ta lắng nghe là lúc ta phát hiện ra chính bản thân mình, nghe thấy nội tâm của mình. Tâm ta như một dòng sông, lúc thì yên ả hiền hòa, lúc thì gập ghềnh thác lũ. Ta nghe để hiểu ta hơn và tìm lại chính mình. Trong dòng sinh diệt bất tận của cuộc đời, ta phải luôn mang nhiều vai diễn của cuộc đời và mãi mê chạy theo nó, để rồi chợt nhận ra rằng trong ta còn quá nhiều góc khuất, nhiều mảng sáng tối thiện ác đang sang với nhiều cung bậc cảm xúc. Lắng nghe để trở về với tự tánh, quay về với nương tựa của chính mình. Cái phương pháp mà học theo cái hành nguyện của Âm Bồ Tát thì đi sâu vào trong thường định, ngồi để mà giữ cái tâm định lĩnh, lắng nghe cả cái tiếng lòng của mình. Mình cảm thông được mình, mình thương được mình rồi thì mới là thương được những cái người khác. Khi mà tu tập thiền định nó có nhiều cái phương pháp quán. Thì một trong những cái phương pháp quán để bồ đề tâm, hay được còn gọi là cái phương pháp tu tập để quán về lòng từ bi ấy, thì thứ nhất á, là cái cách để mình ngồi lại làm sao cho cái thân của mình nó thẳng, tâm mình có được định, không có còn lăng xăng nữa. Thì nhiều cái cách để làm cho cái thân của mình nó thẳng á, và nó tốt á, thì có nhiều cái phương pháp ngồi. Người nào không ngồi được á, thì đau chân đau cẳng hay là cái việc này kia, thì chúng ta ngày trước quý thầy mà tham dự những cái khóa tu ở các cái nước đất nước Ấn Độ, ở Dharamsala rồi, thì có nhiều người họ đau, họ bị tàn tật, họ không ngồi được. Có nhiều người phải ngồi xe lăn, nhưng mà họ thiết kế những cái trung tâm tu tập thiền định của Vipassana, phải lắng nghe để làm sao đó. Thì những cái người ngồi trước trong cái tư thế liên hoa, ngồi kiết già là tư thế liên hoa tòa, thế ngồi hoa sen, ngồi kiết già, hai chân bắt chéo vào nhau, thì những người đó ngồi hàng phía trước. Rồi tới những cái người mà ngồi không ngồi được cái tư thế liên hoa, ngồi trong cái tư thế bán già, chân trái gác lên chân phải, hay chân phải gác lên chân trái, và giữ cái xương sống cho nó thẳng, vai rồi cho thẳng, mắt cổ nhìn xuống mình giữ. Thì cái người dòng thứ hai là ngồi trong những cái người tư thế bán già.
Còn người cái dòng thứ ba hay là cái rất thứ ba là những cái người ngồi trong cái tư thế làm sao cái tư thế đó là không ngồi được kiết già, không ngồi được bán già, ta ngồi hai cái chân chéo vào nhau, ngồi bình thường sơ sơ, không đang vào được, thì cái hàng thứ ba, hàng thứ tư và tới những hàng cuối cùng là những cái người tàn tật phải ngồi xe lăn. Người nhưng có nhiều người ngồi trên xe lăn nhưng mà người ta tu tập giữ được cái thân tâm nó thanh tịnh là được là tốt, không có tạo được tiếng ồn để ảnh hưởng người khác. Có nhiều người họ ngồi dở dở chân, có nhiều người Tây á, họ không có có ngồi thiền được, không quen, và họ ngồi trò hỏ được, được chân được bắt lên rồi họ gác lên, nhưng mà làm sao là cái người mà đi mà quán sát để mà điều hành cái thiền đó, sáng là một và có một vị thầy chuyên hay là một Phật tử chuyên trách, họ cầm một cái thước thiền bản họ đi tới đi lui, ai mà ngủ gục được ta lấy cái cây ta chạm chạm, làm sao phải giữ thanh tịnh cho đại chúng và phải lắng nghe được cái hơi thở mình, quán niệm hơi thở. Rồi cái bắt đầu những phương pháp tu tập từ bi là từ bi quán, cái phương pháp tu tập từ bi quán đầu tiên mình phải quán đến thương ai là những người dễ nhất. Ở trong cuộc đời này các Phật tử biết mình quán niệm để mình khởi lên cái lòng từ bi, mình thương ai dễ nhất không? Đó là quán chiếu về người cha của mình, người mẹ của mình, thì mình sẽ gọi khởi lên cái lòng thương yêu. Ít có cái trường hợp mà khi nghĩ về cha mà mẹ mình không thù được, mình không thương được. Cho nên cái quán đầu tiên để mình khởi lòng từ bi, lắng nghe tiếng lòng của mình, lắng nghe để mình quán chiếu trái cái tâm từ bi đến với những người cha, người mẹ, rồi những người anh, những người em, những người chúng ta mang ơn trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ thương người đó rất là dễ. Và chúng ta muốn có cái sự giúp đỡ, muốn có sự đền đáp, trải cái lòng từ bi ra và muốn giúp đỡ người khác, muốn cứu khổ cho giúp đỡ người khác tùy theo khả năng của mình. Rồi đến những cái người mức độ mà nó thuần thục trên cha, trên mẹ, trên những người thân của mình xong rồi thì bắt đầu chúng ta mới mở cái lòng từ bi, nó thương nó rộng ra một chút, là đến những cái người mà chúng ta gặp trong cuộc đời này không có mang ơn, không mang nghĩa gì. Thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật dạy là không có nên oán ghét bất thù ai, chúng ta sẽ thương bất kỳ người nào chúng ta gặp, chúng ta sẽ giúp đỡ những cái người khó khăn khổ đau trong cuộc đời này, vì quán chiếu trái cái tâm từ những cái người không quen biết. Mà khi nào mà mình tu tập nhuần nhuyễn tốt là bắt đầu mình quán chiếu tới những cái người mà chúng ta thù ghét, người mà giật nợ của mình, những người mà đánh của mình, những người mà gian dối của mình, những người lương gạt của mình, cũng cần những cái người đó cũng có những nỗi khổ niềm đau, họ có những cái khổ đau mà mình tới mức độ cũng trải được cái tâm từ đến những người đó, là khi đó thương cả những cái kẻ thù của mình, thì những người đó là lúc bây giờ là cái quán cái tâm mình suy được bình đẳng, lắng nghe được tất cả cuộc đời này để mà quán chiếu, để mà tu tập. Đó là những cái bước đầu tiên mà người con Phật của mình phải cố gắng tu tập lắng nghe. Hạnh lắng nghe là một trong những cái hạnh nguyện siêu việt của Đức Quan Âm Bồ Tát. Dĩ nhiên mà khi chúng ta là những người phàm phu, chúng ta lắng nghe, chúng ta chỉ giúp được những cái gì trong khả năng của mình, không có làm cho phiền toái mọi người, hay giúp người ta học giỏi hơn, giúp người ta sống tốt hơn, giúp người ta vượt qua những nỗi khổ niềm đau, giúp cho người ta sống tốt hơn trong cuộc sống. Và tất nhiên là bản thân của mình phải tốt. Còn khi nào mình tốt thật sự, mình quá giỏi, thì đạt tới một trình độ như là Đức Quan Bồ Tát, thì lúc đó mới lắng nghe mà đem tới cái sự mà siêu việt để mà tầm thinh cứu khổ cứu nạn, để mà giúp cho cái cuộc đời này. Lúc bây giờ thì đó là những cái vật Bồ Tát mới đạt tới trình độ đó. Và Ngài có cái hạnh nguyện siêu việt từ vua thủy kiếp là lắng nghe để mà cứu đời, giúp đời. Cho nên chính vì vậy mà Ngài thị hiện trong tất cả cuộc sống này để mà cứu khổ giúp chúng sanh. Trong cái thế kỷ thứ 7 của đời nhà Đường thì xuất hiện một cái vị tu sĩ rất là nổi tiếng, đó là Đường Huyền Trang, còn gọi là Đường Tam Tạng. Thì lúc đó trong cái triều đại của Trung Quốc, của đất đại lục địa Trung Hoa, là quốc gia lớn nhất thế giới, thì khi đó là Phật Pháp cũng đã phát triển ở tại đất nước Trung Hoa rồi. Nhưng mà cái thời đó thì chúng ta biết rồi, cách đây 13 thế kỷ mà, thì cái số lượng người biết chữ biết nghĩa rất là ít. Cho nên Ngài Huyền Trang là từ một cái chú bé mà đi xuất gia, đi vô xuất gia từ thời nhỏ, mà trí tuệ rất là siêu việt. Cho nên mà khi mà tu học nghiên cứu tất cả các bản kinh đó, thì Ngài thấy cái kinh điển này dịch thế này, kinh điển kia dịch thứ nọ, kinh kia đến kia đủ thứ hết. Cho nên Ngài thấy là không có bằng lòng, cái nghĩa của tất cả kinh điển nó không có sáng tỏ, mà còn là tam sao thất bổ,
mà kinh điển được lưu truyền mọi người diễn giả mọi cách khác nhau. Cho nên Ngài biết rằng là tại vì cái thời đó người ta ngôn ngữ không có giỏi, mà thế giới cứ luôn luôn cái thế giới này nó vận động, cứ đánh nhau miết thôi, không bao giờ ngừng. Đã đến với cuộc đời thế giới Ta Bà là thế, từ thời xưa cũng vậy, quốc gia cứ đánh nhau. Ai đọc lịch sử hình thành thế giới thì chúng ta thấy đất nước Việt Nam cũng vậy, cứ đánh nhau liên tục. Và thế giới ngày nay cũng là đã là con người, nó có chữ con và chữ người trong đó, có chữ con nó mang cái tính chất là vận động và tranh giành, phải đánh nhau liên tục. Và trong cái cuộc sống này nó là như thế, pháp giới nó như thế. Khi con người chúng ta bước lên một cảnh giới thứ hai là có cái trình độ nó cao hơn, là nó khác một chút, nhưng mà cái sự đấu tranh nó cũng khác, lên những các cảnh giới cao hơn nó tùy theo. Và trong cái lời Phật pháp giới, thế giới quan của Phật giáo, ai tìm hiểu thì chúng ta cũng có thể biết được phần nào. Thế thì Ngài Huyền Trang trong cái bối cảnh đó, Ngài mới thấy như vậy. Ngài nghiên cứu mà kinh điển tối nghĩa, muốn tìm được cái bản gốc để mà kinh điển để tra, để mà nghiên cứu, thì thấy rằng nó không có. Ngài thấy rằng là nó không thỏa mãn, cho nên Ngài mới phát tâm để đi qua đất nước Ấn Độ, phải đọc vào những kinh điển, những cái bản gốc bằng cái tiếng Bali, tiếng Sanskrit, tiếng cổ ngữ của đất nước Ấn Độ ngày xưa. Cho nên Ngài mới phát tâm để đi qua bên đất nước Ấn Độ để mà học, để mà nghiên cứu tu tập. Thì cái thời đó mà đi đất nước, đi từ đất nước cách đây là gọi là thế kỷ thứ 7, thì cách đây là 1300 năm. Thì chúng ta biết cái thời đó thì nó chưa có máy bay, mà cũng chưa có ô tô, mà cũng chưa có cái gì hết. Thời đó là khoa học chưa có phát triển, cho nên phần lớn Ngài muốn đi qua bên đó là cái phương tiện duy nhất đi á, thì chỉ có ngựa mà thôi. Mà cái thời triều đại nhà Đường lúc bây giờ là quốc gia bây giờ, cái thời đó Đường Thái Tông, Đường Minh Hoàng rồi về sau là cái thời đó là họ bế quan tỏa cản, họ không cho các cái công dân đi qua bên nước ngoài. Đi qua nước ngoài rất là khó, cho nên nhưng mà sau đó sau Ngài cũng được cái sự giúp đỡ của các cái vị, cái thời triều đại nhà Đường Đường thì Phật giáo cũng rất là phát triển, cho nên các cái vị vua quan trưởng giả đồng Ngài thấy cái tâm nguyện của Ngài Huyền Trang là một vị tăng sĩ trẻ mà rất là giỏi kinh điển, rất siêu việt, mà muốn đi qua bên đó, cho nên nhiều người âm thầm muốn giúp cho Ngài đi xuất ngoại. Ai mà đọc cái cuộc đời của Ngài Huyền Trang chúng ta thấy điều này. Rồi sau này ông Ngô Thừa Ân á, là ông ta mới căn cứ vào cái lịch sử của Ngài Huyền Trang, ông mới thêm vào ba nhân vật khác, đó là Ngộ Không. Ngộ Không tức là gọi là Tề Thiên. Ngộ Không là giống như ông chơi chữ, là giống như trong cái cách hiểu của ông ta là cái người ngộ được cái giáo lý Bát Nhã chân không, cho nên không ai cản được ông ta hết. Mà tâm viên ý mã, tâm viên ý mã, cho nên không ai cản được, là cái hình, cái nhân vật đó là ngồi Ngộ Không. Giống như người mà ngộ được cái giáo lý chân không là khủng khiếp lắm rồi. Nhưng mà cái này là cái thuộc là văn học tác phẩm hư cấu của Ngô Thừa Ân ta viết ra. Ông ta căn cứ trong lịch sử là có thật là Ngài Huyền Trang, mới thêm vào nhân vật Ngộ Không, ngộ được cái giáo lý chân không. Còn ông mà Ngộ Năng, Ngộ Năng tức là cái người mà ngộ, tức là người sáng suốt, là cái người giỏi về cái bản năng. Bản năng ông này là cái người Ngộ Năng, là Ngộ Năng là tức là sống theo cái bản năng của mình. Gặp đói thì ăn, nên ăn tạp, không trừ bắt giới mà. Gặp sắc đẹp gái thì đi theo, gặp buồn ngủ thì ngủ, lo chơi không thì sống theo cái bản năng gọi là Ngộ Năng. Còn Ngộ Tình nó tịnh, nó thực là cái người đó cũng có sự yên tĩnh hơn một chút. Thì đây là cái ba cái nhân vật này để mà thêm vào Ngô Thừa Ân thêm vào thôi. Chứ còn lịch sử của Ngài Trần Huyền Trang là một trong nhân vật lịch sử rất là siêu việt, mà cả thế giới này đều kính ngưỡng. Tới mức độ mà ngày nay á, là ở bên đất nước Ấn Độ, ở tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng, tiểu bang Bihar bây giờ, là người Ấn Độ với người Trung Quốc họ xây một cái kỷ niệm đường cả Huyền Trang. Hai quốc gia mặc dù là họ xây một cái biểu tượng thôi, nhưng mà biểu tượng đó là cái biểu tượng cả hai quốc gia đều kính ngưỡng Ngài Huyền Trang. Và Ngài một nhân vật lịch sử, rồi sau 15 năm Ngài đi qua bên đó. Cái cuộc đời của Ngài á, kể rằng cái lúc mà Ngài muốn đi qua từ đất nước Trung Quốc mà qua bên đất nước Ấn Độ, thì cái phương tiện Ngài đi lúc bây giờ là đi bộ. Rồi khi mà đi tới cái xuất cảnh ra, bắt đầu qua cái cửa ải, cuối cùng có một cái vị quan rất là thâm tín về Phật giáo, cho nên ông ta biết Ngài Huyền Trang đi, muốn mà đi vượt qua đất nước Ấn Độ thì phải đi vượt qua cái sa mạc Gobi, và phải vượt qua cái đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Cái dãy Hy Mã Lạp Sơn đó là kéo dài, là cái đỉnh núi cao nhất thế giới. Hy Mã Lạp Sơn là những cái dãy núi cao nhất thế giới,
nó bao hàm, nó có những cái biên giới của đất nước Nepal này, đất nước Ấn Độ này, đất nước Trung Quốc này, thậm chí cái dãy mà khi mà Lập Sơn nó kéo dài tới cái dãy Hoàng Liên Sơn, nó tới cái đỉnh Phát Sơ Băng, đó là một trong những cái đỉnh cao của đó. Nhưng mà cái đỉnh khi mà Lập Sơn có những dãy núi cao nhất, mà cái đỉnh cao nhất đó là phải ngọn Everest, cao trên 8.000 mét so với mực nước biển, còn cái đỉnh Phát Sơ Băng khoảng 3.200 mét thôi. Mà có nghĩa rằng là 100 người đi thì phải hết 95 người chết hay là 90 người chết, không có dễ gì đi vượt qua đó. Rồi rừng thiên nước độc, ma thiên quỷ dữ, rồi cọp, rồi beo, rồi núi tiết, mà vượt qua cái sa mạc Gobi là đã không chịu nổi rồi, mà huống chi vượt qua cái dãy Himalaya Lạp Sơn. Nên khi Ngô Thừa Ân mà ta đọc cái tác phẩm đó, ông có thêm vào bao nhiêu là yêu quái đủ thứ, nào là bạch cốt tinh, nào là hồ ly, rồi nào là trồn, nào là cáo, nào là voi, nào cọp, là đủ thứ là yêu quái hết, là Ngô Thừa Ân dùng vào đó. Cho nên khi mà ngài đi qua cái cửu ải cuối cùng bên đó, thì lúc bây giờ gặp một cái vị quan, cái vị quan này có cái thâm chiến với Phật giáo, mà biết ngài hiện trang các hành nguyện siêu việt đó, cho nên ta ủng hộ, ông khuyên đừng có đi chứ. Đi qua bên đó là thập tử nhất sanh rồi. Thì lúc đó ông ta thương quá, cho nên là ông ta âm thầm giúp đỡ cho ngài Huyền Trang đi. Mà khi bắt đầu ngài đi qua cái cửa ái đó, được gọi là ông ta tặng cho một cái con ngựa quý, gọi là con tên ngựa là ngựa bạch. À, cho nên Ngô Thừa Ân gọi là Bạch Long Phi, ông mới nói là Tam Thái Tử hiện thân rồi này kia, là đó cái vấn đề hư cấu thôi. Nhưng mà sự thật là tặng con ngựa, rồi tặng cho một mấy cái bao lương khô để chuẩn bị vượt qua cái sa mạc Gobi và phải vượt qua cái đỉnh Himalaya Lạp Sơn thì mới đến được cái đất nước Ấn Độ. Chứ không phải giờ ngồi máy bay nó bay trong vòng mấy tiếng là đến. Rất khó. Mà thậm chí cái thời với thầy đi học bây giờ là cũng chưa có máy bay mà trực tiếp qua từ đất Việt Nam mà qua Ấn Độ, tại vì bay thì nó qua nhưng mà cái lượng khai thác á, khách rất là ít, cho nên người ta phần lớn đi quá cảnh. Nếu mà đi hãng Singapore thì qua Singapore để mà quá cảnh. Đi cái hãng Thái Lan thì đi qua bên Bangkok mà quá cảnh. Còn đi hãng Malaysia thì qua bên Kuala Lumpur mà chúng ta quá cảnh. Từ đó chúng họ chuyển máy bay để đi tiếp. Rồi, chứ không có máy bay trực tiếp, tại cái lượng khách rất là ít. Rồi, mà thời đó thì không có xe cộ máy bay, rồi những cái phát triển những cái thế kỷ về sau này. Còn thời ngài Huyền Trang là cách đây 13 thế kỷ về trước thì không có xe có cộ hết, cho nên ngài phải đi bộ. Thì khi mà ngài đi bắt đầu bước vào hành trình ra khỏi lục địa Trung Hoa, bước vào cái sa mạc Gobi, là đi, nếu mà đi bộ qua sa mạc Gobi người ta bảo đi hàng tháng trời mới qua được cái sạch, rồi đi nhanh đi giỏi, và phải có người hướng dẫn biết được. Thế thì cuộc đó cái ngày mà đi á, bắt đầu hành trình ngày bước vào cái sa mạc Gobi, thì ngài được cho rằng đi lúc bây giờ là ban đầu thì ngài cởi cái con ngựa bạch đi, nhưng mà đi một đoạn thì ở trên cái con ngựa thì thổ rất là nhiều, hai cái bao lương khô hai bên và những cái bịch nước để mà vượt sa mạc Gobi, phải cái lương thực và thức uống là những cái thức ăn khô với lại nước ngọt đó. Thì đi qua sa mạc, tại sa mạc nó không có nước, mà trên đó thì không có gì ăn, không có quán xá, không có bất kỳ cái gì hết. Đi vượt qua sa mạc mà cứ hướng về bên tây đường Thiên Trúc, ngày còn Tây Trúc, đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, đường Thiên Trúc còn quá xa, bao khó khăn phải vượt qua. Ai bắt gặp được phim nhạc Tây Du Ký. Ngày đi được khoảng chừng 5 hôm đó. Thì lúc bây giờ ngài đi khoảng 1-2 hôm nữa, ngài không có nỏ nào cả cởi con ngựa bạch đi, mà phải dắt con ngựa bạch, tại con ngựa đó thì nó đang chở thức ăn, hai cái bao lương khô và nước, các cái bịch nước mà đựng trong những cái bao bằng cái túi da. Các vị mà xem phim này chúng ta có thể tưởng tượng được điều đó. Thì đi khoảng chừng 5 hôm băng, một năm đầu thì cởi, nhưng mà sau không cởi, không thỏ nào mà cởi, biết được con ngựa nó đi, nó khổ rồi, mà nó vượt qua như vậy thì nó không có sức để mà đi, mà không có nước cho ngựa, để dành cho ngựa mà uống nữa. Thì thoáng trong những cái sa mạc Gobi hay là những cái hoang mạc mà lớn nhất thế giới là hoang mạc Sahara. Sa mạc Sahara là lớn nhất bên các cái vùng mà châu Phi rồi vùng bên các nước Ả Rập rồi. Thì nhưng mà cái sa mạc mà Gobi là một sa mạc nó giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đi qua đó thì có khi là đi hàng rất là xa, có 5-7 ngày thì may ra mới gặp được một cái ốc đảo. Ốc đảo là gì? Tức là trên những sa mạc mênh mông tự nhiên nó có những cái vùng nước và những cái cây cỏ là một xung quanh của ốc đảo. Thì gặp điều đó thì mới lấy nước đó mà cho ngủ. Mà ngày đi tự nhiên ngày đi không chừng 3-4 hôm đó,
thì tự nhiên rằng nó lại đi tới đó. Thì con ngựa khi mà dắt con ngựa nó đi, ngài có một thân một mình với con ngựa bạch nó đi, đi khoảng chừng 2 3 hôm tự nhiên là ngựa nó cũng đói, mà hai cái các cái dây nữa ở bên đó cái tự nhiên nó đứt cái dây đó mà nó rớt xuống, nó rớt cái hai cái bịch nước hai bên của ngài mang theo nước xuống, nó xuống rớt xuống sa mạc cái là nó thấm nước trong đó là nó tiêu rồi, nước nó thấm vào lòng đất thì không còn nước để uống. Mà ngài đi khoảng 5 hôm rồi, đi 5 hôm mà giờ chỉ có mấy cái lương khô ở trên lưng con ngựa, không có nước uống là chết, ngựa cũng không có nước uống cũng chết. Mà ngài nói rằng ngài cũng không có nước uống thì ngài cũng phải chết. Mà 5 hôm mà nếu mà trở về trong vòng mà con người của mình mà đi giữa sa mạc nắng cháy da khủng khiếp đó, tối thì nó lạnh cắt thịt, mà ban ngày thì nắng khủng khiếp nữa. Mà nếu mà không có nước với ngựa với người mà trong vòng không có nước đồ uống 1 2 hôm là chết. Đi các cái việc cứ tưởng tượng đi giữa sa mạc mà đi một ngày mà không có nước là chết rồi, không có chút nước uống là chết. Mà ngài nói vòng gì mà 5 7 hôm thì chết, mà tiếng tối đó thì cũng phải ít như cả tháng nữa mới vượt qua sa mạc của biển, vượt qua cái dãy Hy Mã Lạp Sơn mà không có nước cũng chết. Nhưng mà ngài phát nguyện là nó chẳng thà ngài chết trên đường đi chứ không có quay về, mà đằng nào cũng chết, cho nên ngài nhất định phải đi. Thì lịch sử, trong cái lịch sử của ngài Trần Huyền Trang ghi chép này, ngài đi trong vòng khoảng chừng là một ngày nữa thì bắt đầu ngài xỉu, mà trời tối bắt đầu tối tối nó bắt đầu lúc bây giờ bắt đầu xỉu rồi. Qua hôm sau nắng tỉnh lên ấy, thầy bắt đầu tỉnh lại một chút, thầy bắt đầu ráng đi tiếp, mà không có nước uống bắt đầu cũng đi nổi. Đi một chạp khoảng chừng giữa buổi lên là nắng lên là lúc bây giờ ngài bắt đầu ngài xỉu luôn, giữa sa mạc nằm xuống đó, là chết rồi. Ngài biết là ngài chết, cho nên lúc bây giờ ngài chết thì gần như là ngài nằm xuống mê man bất tỉnh, ngài không biết gì hết. Thì lúc bây giờ thần thức của ngài, hành nguyện của ngài Trần Huyền Trang, ngài viết trong cái cuốn Đại Đường Tây Vực Ký trong lịch sử của ngài, lúc đó ngài niệm cái gì? Ngài niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Nạn của Quan Bồ Tát. Ngài niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà lúc mà chết, trong cái khi mà ngài nghĩ là thần thức ngài chết rồi, trong lúc mà ngài không còn biết gì nữa mà ngài cứ thầm niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Quan Bồ Tát, ngài cứ niệm danh hiệu của Đức Quan Bồ Tát. Cái tự nhiên là nằm ra vật trầm đâu đó, ngài tưởng ngài chết và xỉu luôn rồi. Cái sáng hôm sau ngài thức dậy, thì cái ngày xíu là giữa một cái sa mạc nắng gắt khủng khiếp như vậy. Thế sáng hôm sau tự nhiên là ngày thức dậy, ngày thức dậy một cái ngày phát hiện ra là xung quanh ngày thì có cỏ và có cái ốc đảo nhỏ đó, con ngựa đang nhón nhơ gặm cỏ. Trên cái lưng con ngựa thì vẫn còn cái các cái túi lương khô, và có ở nơi đó thì lại có cái ốc đảo. Ốc đảo tức là một cái vũng nước ở giữa sa mạc như vậy. Cho nên ngài mở bắt ra thì ngài phát hiện là ngài còn sống, và con ngựa nó đang nhón nho gặm cỏ ở tại nơi gần ốc đảo, nó xung quanh nó có nước, nơi nó có nước, cho nên là con ngựa đó nó đang ăn cỏ và uống nước. Ngài thức dậy thì ngài phát hiện ra là ngài biết là ngài chỉ có Đức Quan Âm Bồ Tát mới thể hiện ra mới cứu ngài được mà thôi. Cho nên ngài mới quỳ lại xuống, ngài kính lại Đức Bồ Tát Quan Âm mà cứu khổ cứu nạn cho ngài. Cho nên từ đó ngài xuống, ngài vốc nước uống nước rồi xong hết rồi mà lấy tiếp 2 bịch nước để mà lên đặt lên trên lưng ngựa tiếp tục hành trình về hướng Tây. Tại vì từ đất nước Trung Quốc mà đi về hướng Tây tức là sẽ gặp đất nước Ấn Độ, gọi là Tây Trúc. Tây Trúc là Tây Thiên Trúc Quốc, cho nên ở trong các phim Tây Du gọi là Tây Du Ký. Tây Du Ký tức là ký, tức là cái sự ghi chép, nhật ký tức là ghi chép hàng ngày, gọi là nhật ký. Tây Du Ký, Tây Du Ký tức là những cái ghi chép đi về hành trình về phương Tây của nước Ấn Độ, gọi là Tây Du Ký. Rồi sau đó ngài mới viết trong một cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, là cái cuốn sách rất nổi tiếng, dịch ra mấy mươi thứ tiếng trên thế giới. Cho nên trong những năm tháng mà khi mà ngài học ở tại nơi đất nước Ấn Độ, tu học bên đó là khoảng gì cứ 15 năm, thì ngài có tổng hợp một bộ kinh tên là bộ kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã, Đại Bát Nhã là bộ đó, nếu mà ngày xưa mà cái ngày hành trì nó tất cả có 600 cuốn Đại Bát Nhã. Nhưng mà khi sau đó ngài đã học và nghiên cứu, ngài mới tinh túy, ngài tổng hợp tất cả những cái tinh túy ở trong kinh Đại Bát Nhã là làm một, viết một cái cuốn là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh thì cái cuốn kinh mà cái kinh mà gọi là Bát Nhã Tâm Kinh hiện nay khoảng chừng 245-246 từ mà các Phật tử chúng ta thường họ thành hành trì hàng đêm đó. Quán Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết quả. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hành thăm Bát Nhã, đi sâu vào triết học triết lý của Bát Nhã nên mới vượt qua tất cả mọi khổ ách. Ngài mới nhìn thấy rằng sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Các Phật tử thì chúng ta ít khi mà tiếp cận được với cái nguồn, cái đỉnh cao hay là những cái tư tưởng siêu việt của kinh Bát Nhã, ít người hiểu lắm. Nhưng mà chúng ta học dần dần chúng ta sẽ thấy, nên gần như là chư Phật chư Tổ đưa vào trong tất cả chúng ta thọ trì kinh điển gì hàng đêm đó, là cũng sau đó tụng vô tụng kinh A Di Đà, xong rồi cuối cùng mình phải tụng kinh Bát Nhã. Bát Nhã tâm kinh còn gọi là bổ khuyết tâm kinh, nó là công hạnh siêu việt của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một cái nhân duyên mà cũng đã cứu Ngài Hiền Trang đã vượt qua. Cho nên chính vì vậy mà rất là nhiều cái huyền diệu, nhiều cái sự ứng dụng được cứu khổ cứu nạn. Là những cái Phật tử nào mà nhắc là trong những cái năm mà đi vượt biên đồ, những cái qua bên nước này nước kia, thì cái hình tượng Đức Bồ Tát đã thị hiện là cứu khổ cứu nạn thế nào. Rồi các Phật tử chúng ta thọ trì về kinh điển, chúng ta học hôm nay thì nhân ngày viếng Đức Quan Bồ Tát thì có thể chia sẻ về một chút về hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà nếu về hạnh nguyện Đức Quan Bồ Tát thì chúng ta có thể học, chúng ta có thể tìm hiểu, ta là một cái đề tài chúng ta có thể giảng, có thể học, có thể chia sẻ trong vòng hàng tháng trời cũng hết. Hôm nay là có thể chia sẻ một chút về cái Đức Quan Âm Bồ Tát trong cái hạnh nguyện lắng nghe, còn cái hạnh nguyện của Ngài những hạnh đại từ như thế nào, hạnh đại bi như thế nào, hạnh vô ý như thế nào, hạnh nhẫn nhục như thế nào. Trong kinh Quán Âm Bồ Tát cũng có ghi đầy đủ hết trong đó. Ngài mới thể hiện ra cứu khổ cứu nạn như thế nào. Các Phật tử mà chúng ta về chùa, chúng ta đầu tiên chúng ta vô Đức Quán Bồ Tát là một Đức Bồ Tát hết sức là đặc biệt. Ngài đã thành Phật từ vô thị kiếp, nhưng mà vì cái tâm đại từ đại bi mới thể hiện ra Đức Quan là trong cái phân tướng của một cái vị Bồ Tát được cứu độ chúng sanh. Có nhiều người hỏi rằng Quan Bồ Tát là nam hay là nữ thầy? Là xin thưa là khi mà đã tu tập đạt được giác ngộ giải thoát thì mới đạt tới cái chuyện ngũ uẩn giai không, phân tướng không còn cố chấp và không có phân biệt nam và nữ nữa, mới đạt tới cái trình độ siêu việt. Mình là bất khả tư nghị. Những ai đọc về nghiên cứu về giáo lý tứ diệu đế, khi nghiên cứu về giáo lý niết bàn là gì, giống như một cái hình trạng mà con cá, cái câu chuyện giữa con cá và con rùa nó trò chuyện như thế nào, và các Phật tử mà ai mà nghiên cứu vào đó chúng ta sẽ thấy được cái lĩnh vực đó không đề cập. Mà qua Bồ Tát là ít nhất Ngài có thể hiện trong 32 ứng hóa thân, là vô tận ý Bồ Tát bạch Phật ngôn. Khi Vô Âm Bồ Tát dĩ hà phúc đức nhân duyên mà thị hiện để mà thuyết pháp cho tất cả chúng sanh thế nào, thì Đức Phật mới dạy rằng: này vô tận ý Bồ Tát, ông hãy lắng nghe cho kỳ, Đức Quan Âm Bồ Tát có 32 ứng hóa thân. Nếu mà quốc độ nào mà muốn thị hiện Phật thân thuyết pháp thì Quan Âm Bồ Tát sẽ thị hiện Phật thân như thị thuyết pháp. Muốn thị hiện là Thinh Văn, muốn thị hiện là Bích Chi, muốn thị hiện là Duyên Giác, muốn thị hiện là thân là Phạm Thiên thì Ngài thị hiện phong Phạm Tiên, thị hiện thân Đế Tích, thị hiện thân Trưởng Giả, thị hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Nam, Tỳ Kheo Nữ, rồi thị hiện thân Trưởng Giả Thàng Thất Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, vân vân. Các Phật tử mà thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, kinh Cầu A hàng đêm đó, thì chúng ta sẽ thấy được hành nguyện của Đức Quan Bồ Tát thị hiện 32 ứng hóa thân để mà cứu độ chúng sinh. Cái đề tài mà chia sẻ về hành nguyện Quan Bồ Tát thì chúng ta sẽ học miết thôi, mà ở trong cái thời hạn có lượng các Phật tử thì cũng nghe nhiều kinh, nhiều điển, nghe nhiều quý thầy chia sẻ rồi. Trong góc độ hôm nay thì xem như một vài câu chuyện để quý thầy chia sẻ các Phật tử để chúng ta hiểu Ngài hơn, học xem thật là tốt chút ít nào trong cuộc sống của mình. Ở nơi đây khi chúng ta về chùa đấy, thì chúng ta thấy hai cái hình tượng ở trong chùa, gần như chùa nào các Phật tử để ý nghe. Về bất kỳ cái chùa nào cũng vậy, chùa Mỹ Thạch cũng vậy, lên bất kỳ gần như các cái chùa ở trên Gia Lai đây, chứ mình chưa nói ở nơi xa, ở Chư Sê, Gia Lai được thôi, Pleiku đi. Thì đến với các chùa nào, ở trong chùa có hai hình tượng Đức Quan Bồ Tát mà thị hiện. Một hình tượng là sao? Mẹ Hiền Quan Bồ Tát rất là đẹp, mọi người cũng rất là đẹp.
tóc thì dài, cổ thì đeo chuỗi, rất hình tượng rất là đẹp của một người mẹ hiền, của một người nữ rất là thương, rất là đẹp, để mà cứu độ chúng sanh, gần gũi chúng sanh, dắt dìu chúng sanh, dẫn chúng sanh vào đời, vào đạo, tu tập mọi người rất là tốt. Nhưng mà một hình tượng Đức Quan Bồ Tát trong tất cả các chùa, chùa Mỹ Thạch hay chùa nào cũng vậy, các Phật tử đi tối các chùa thì thấy hình một hình tượng khác của Đức Quan Bồ Tát, là một hình tượng rất là ghê gớm, là một con quỷ. Các Phật tử có đấy không? Con quỷ nó ghê gớm lắm. Đầu thì nó bồm sòm trên đầu, đầu đinh, ba cái chớp dựng đứng lên trên trời. Cái lưỡi thì nó lê ra thật là dài. Rồi, cầm một cái chỉ ba, cầm một tay cầm còn, tay cầm chỉ chữ ba. Đầu rồi đầu tam sơn, miệng thì lê lưỡi ra phun lửa ra. Rất là ghê gớm. Và phần lớn quý thầy cúng, gần như cúng các bác, là lần nào cúng các bác của Hùng là phải thỉnh ngài này. Đó là Bồ Tát Diện Nhiên Vương. Và các Phật tử đi vô chùa là thấy ngài đầu tiên hai bên. Ở các Phật tử đi vô một bên tay phải của mình, ở ngoài đi vô bên tay phải là gặp một ngài, đó là ngài Hộ Pháp. Hộ Pháp đó được gọi là ngài đó là Hộ Pháp, được là gọi là khiến thiện. Có nhiều người ông thiện ác, ông đó gọi là ông thiện, khiến thiện, đó là khuyến khích mọi người làm lành và giúp đỡ bảo vệ cho cái Phật Pháp bảo hộ Già Lam, gọi là ngài Hộ Pháp Vĩ Đà. Thì đi vô như chuẩn bị thật mình đi lên đó, là bên phía bên tay phải là có một cái trống to với một cái am nhỏ 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 đó, phòng nhỏ nhỏ đó đã thờ Đức Bồ Tát, đó là Đức Bồ Tát Hộ Pháp Vĩ Đà, gọi là Hộ Pháp, gọi là ông thiền. Thế bên tay trái là bên chỗ cái quốc chuông đó, phần lớn các chùa đều có hết. Ông đó là ông ác, là một con quỷ, là Bồ Tát Diện Nhân Vương. Các cái chú tiểu mà hàng buổi chiều mà thọ trì kinh cúng các bác cô hồn, thọ trì là kinh Mông Sơn Thí Thực, còn các thầy mà cúng ở chùa hay là cúng các nhà Phật tử đều có thỉnh hết, nhất tâm phụng thỉnh Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát khó thân, ủng hộ Phật Pháp. Rồi ngài đó là đầu đội tam sơn, khẩu hàm nhất thiệt, mắt thì lồ lộ, mắt thì lộ ra khủng khiếp, trợn trắng lên, mắt lồ lộ đôi trồng xanh biếc, mặt lam lam một tướng dị kỳ, biến hóa hào khắp chốn thiết vi, quảng nhất thiết cô hồn chi chúng, tam sơn phóng túng tứ hải quyền hành. Quý thầy thường tụng cái bài mà thính Diện Bồ Tát. Bồ Tát này là Đức Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng hóa thân, và trong trường hợp ngày là thị hiện quý thân để mà độ. Ngài thị hiện một cái thân hình của người mẹ hiền Quan Âm Bồ Tát, rất là hiền từ, rất là tốt đẹp, để mà giúp đỡ dìu dắt mọi người, cứu độ chúng sanh, rất là dễ cảm hóa. Nhưng mà để độ các loại các bắt cô hồn ngạ quỷ thì phải hiện là phải những cái tay đại ca, những cái tay này tay kia mới độ những người đó. Cho nên ở trong nhà cái người con của mình, ở nhiều khi á, một người mẹ phải có người mẹ hiền để mà giúp đỡ nó, động viên cho thương dìu dắt con cái của mình. Nhưng mà có nhiều đứa nó ngỗ nghịch thì phải người cha là phải trọn mắt trọn mũi, phải quýnh bạc tai này kia thì đó mới độ được. Rồi cái thứ giới cô hồn các bác ngạ quỷ cũng khủng khiếp. Những cái tay đại ca bên ngoài, những cái người đại ca, những cái người giang hồ thì phải thể hiện những cái tay giang hồ để mà độ những người đó. Chứ mà nếu mà những cái giang hồ các bác đồ đó nó khủng khiếp vậy mà thể hiện cái thân người nữ đẹp thì nó đâu có sợ. Nó còn bắt cóc nó giác nó chạy nữa chứ nó đâu có sợ độ được nó. Nó phải thể hiện những cái con quỷ khủng khiếp vậy. Là quỷ diệm khẩu. Đây là cái nguồn gốc để cúng các bác cô mà quý thầy cũng thường chia sẻ trong các cái tháng 7 về hôm nay. Thì giống như những cái câu chuyện Phật Pháp với thầy kể một chút đã kết thúc trong cái đề tài này, kể một cái câu chuyện về nguồn gốc cúng các bác mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã thể hiện được cứu độ chúng sanh, để mà đỡ ra nói đến cái nguồn gốc độ các bác cô hồn, cứu độ chúng sanh, nguồn gốc được cúng các bác hồn cúng chúng sinh. Thì đó là cái câu chuyện đó, là trong các cái bản kinh là kinh Phật Thuyết Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh. Trong bản như các cái bản kinh đó thì có kể cái câu chuyện như thế này. Và một cái đêm khuya tối trời, đêm khuya tối trời là khoảng chừng 29:30, là không có mặt trăng tối trời. Lúc bây giờ ở tại nơi cái tinh xá Kỳ Hòa như thị, tôi nghe như thế này. Một hôm nọ trong một cái đêm khuya rất là tối trời, tại cái tinh xá Kỳ Hòa. Tinh xá Kỳ Hòa là một cái tinh xá của do trưởng giả Cấp Cô Độc và rừng của Thái Tử Kỳ Đà cúng rất là nhiều cây. Nên trong đêm khuya tối trời đó thì tôn giả Ananda là cái vị thị giả của Đức Thế Tôn
Và cứ mỗi buổi tối á, là bắt đầu lúc bây giờ trong một cái đêm canh, một đêm chia làm 5 canh, trong đêm đầu tiên là 30 tối trời, đêm khuya tối trời. Thì Tôn giả Ananda đang ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây ở trong cái Kim Sát Kỳ Hồ, trong một gốc cây đại thụ ở dưới gốc cây. Thì tự nhiên mới có canh một đang ngồi tĩnh tọa tư duy thiền định, lúc bây giờ tự nhiên xuất hiện trước mặt của ngài một con quỷ rất là khủng khiếp. Con quỷ đó trên đầu nó có ba cái chỉnh chóp đầu đinh, đầu ba chóp, mắt thì nó tròn trắc lên, nó lê ra cái tròng, nó lòi ra bên ngoài, lưỡi thì lê ra thật là dài, đỏ ao một phun lửa ra, một tay thì nó cầm cái chĩa ba, một tay á thì nó cầm cờ, nó xí trong mặt trong giả A Nan, nó bảo rằng ông trong vòng 3 ngày là ông sẽ chết. Ta là quỷ diệm khẩu đây, quỷ diệm khẩu, ta cai quản các cái loại một cô hồn các bác trong cái cảnh giới u minh mịt mịt mù mù như thế này. Nhưng mà các loại cô hồn các bác bây giờ rất là đói khổ vì những cái nghiệp duyên chứng duyên của họ, cho nên họ sinh trong cái loài ngạ quỷ và đói khát kêu riêu rất là thê thảm, rất là cần tới thức ăn. Ông phải trong vòng ngày mai, ông phải làm sao mà tìm cho thật nhiều các cái loại thức ăn, thức uống, thực phẩm thật là nhiều, nhiều như là các sông Hằng, nhiều như là hằng hà sa số như vậy, tam thiên đại thiên, để mà làm sao mà bố thí cho chúng tôi. Bây giờ là rất là khổ đau, mà nếu mà ông trong một ba ngày tối mà ông không có thì ông phải chết. Thì Tôn giả Ananda là tốt một hồi hộp rất là sợ. Trong các đại đệ tử của Đức Thế Tôn là Tôn giả Ananda cũng được liệt vào trong thập đại đệ tử. Nhưng mà các cái vị Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Ca Diếp, Tôn giả Maha Kiên Chân Diên, những cái vị này đều chứng đắc thánh quả A-la-hán hết. Nhưng mà riêng Tôn giả Ananda là chưa chứng đắc được thánh quả A-la-hán, cũng mới cái chứng đắc được quả tu đờ hòn thôi. Cho nên á, là cái năng lực tu tập của ngài á, nó còn yếu lắm, nó không có bằng các vị như là các vị đại đệ tử như là Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chân Diên, v.v. Cho nên là thị hiện quỷ lúc bình sinh mà. Thì Tôn giả Ananda nghe như vậy là hết sức là sợ hãi, rúng dọn cả da gà hết, rợn cả gai ốc hết, nên vội vã sức tiền sổ chạy vô, chạy vô trong cái hương thất là cái nơi của Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca đang ở trong đó, mới lấy Đức Phật mà thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, mới có đầu canh cho mới, đâu phải giữa đêm khuya hay con mơ mộng gì, con đang ngồi thiền tĩnh tọa một cách rất là tốt đẹp, tự nhiên quỷ già khẩu nó nói xí mặt con như vậy, nó biến mất. Thì đây là cái điểm gì khủng khiếp, con rất là lo sợ. Bây giờ con tu tập rồi, mỗi ngày con khất thực chỉ có một được bình bát hay một hai bát cơm, thế mà làm sao mà có cơm nước thức ăn nhiều như tam thiên đại thiên thế giới được, xin Đức Thế Tôn hãy chỉ dạy cho con. Thì Đức Phật mới dạy rằng: này Tôn giả Ananda, ông đừng có lo lắng nhiều, đó là một cái nhân duyên thù thắng. Ông có biết chăng nhờ cái nhân duyên thù thắng này mà Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông một cái phương pháp để cứu độ chúng sanh. Ông đừng có lo lắng rằng đó không phải con quỷ nào khác, mà đó chính là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài có 32 ứng hóa thân tùy căn cơ để mà hóa độ. Bây giờ cô hồn các bác đang đói khổ kêu riêu trong cái thập pháp giới, trong cái cảnh giới u minh mịt mịt mù mù như thế này, và rất là đói khát kêu riêu. Đó nhờ cái nhân duyên này mà Như Lai sẽ thuyết một cái phương pháp để chỉ dạy cho, nhờ cái nhân duyên đó mà chúng sanh đời sau hay hàng đệ tử của ta về sau sẽ có một cái pháp môn để mà trải lòng từ bi, để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên ngài mới chỉ dạy cái phương pháp, một bài kinh đó là kinh Mông Sơn Thí Thực, được gọi là Mông Sơn Thí Thực, và các Phật tử, các chú tiểu hàng ngày thường tụng và quý thầy thường thọ trì: mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn nhược yếu sanh tình độ, thích tụng hoa nghiêm bán cự kinh, nhược nhân dục liễu tri tam thiến nhất thiết Phật, ương quán pháp chi thánh nhất thiết chi tâm đạo. Và bắt đầu được tụng những câu chú, cho nên kinh đó là kinh cứu bạc ngạ quỷ diệm khẩu đà la ni kinh. Diệm khẩu là khẩu là cái miệng, diệm tức là lửa, con quỷ mà nó mặt đỏ nó phun lửa ra gọi là quỷ diệm khẩu. Cho nên Đức Phật bảo rằng: này Ananda, ngày mai khi ông đi thất khất thực, ông hãy khất thực chỉ cần một ít cơm, ít cháo, một ít thức ăn thôi. Ông hãy đến một cái nơi thanh vắng và hãy ngồi tịnh tâm mà tụng cái bài kinh bài chú này.
Thì trong đó có những cái câu chú tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới tâm chân ngôn, rồi khai yết khẩu chân ngôn, đủ loại hết. Là cô hùng các bác đầu họ là giống như cái loại là họ bảo rằng bụng thì nó to như cái trống, cổ thì nó ngọ nhỏ như cái kim, cho nên phải cái tụng những câu chú khai yết khẩu chân ngôn, phá địa ngục chân ngôn. Có chân ngôn tức là những câu thần chú, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh cổ nghiệp chân ngôn, rồi có những câu biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn, biến thực chân ngôn, những mồ tâm mã đa mục đà nẵm ra để đó mình tụng những cái đó mình nhiếp tâm. Thì những nương làm những thần chú đó từ một biến ra làm hai, từ hai biến ra biến nhiều ra, như là hằng hà sa số thế giới, hằng tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên tôn giả Ananda đã thực hiện cho pháp môn đó và đã giúp cho các loại các bác của hồn. Nên chính vì vậy mà trong các cái trường hạ, các trường hạ người ta nói rằng là thực ra là Phật giáo Nam truyền Bắc truyền đều có. Các Phật giáo bên Nam Tông, các cái vị sư trước khi ăn nó cũng đưa các lấy ít cơm mà đem mà chú nguyện. Phật ngày xưa ăn xong cũng chú nguyện để mà hồi hướng đến pháp giới chúng sinh. Rồi các vị sư bên Nam Tông cũng vậy, khi ăn là đem mấy thất liệt biến thập phương bỏ 7 cái hạt cơm. Hay là các chư tăng trong mùa ăn cư kiết hạ đó, thường lấy thì giả thống thực bãi mà lấy cái bát cơm trong quá đường đó. Các Phật tử nào mà thường thỏa bát con trai để ý có, thì cái vị mà chủ trì à, các vị hòa thượng mà ngồi phía trên này thiền chủ rồi, hay là những vị chủ trì hay là quý thầy ngồi trên trong các bát khó thu bát con trai ấy, thì lấy một chén nước bỏ 7 hạt cơm trong đó, bỏ ít cơm trong đó, rồi tụng các cái chú đó từ một biến làm hai biến hai. Đó là cái hình thức cúng kiến đầu tiên của trong Phật giáo, và từ đó hoằng dương khắp mọi nơi trên thế giới. Chứ có nhiều người họ bảo là ôi làm cho Đức Phật thời xưa không có cúng kiến. Cái cúng kiến thời xưa là như thế, thời xưa người ta đi bộ, bây giờ đi máy bay, thậm chí bây giờ người ta đi cả cái du thiền. Mỗi một thời nó mỗi khác. Thời xưa người ta dùng cái khác, bây giờ nó khác. Thời xưa người ta không có nhà có cửa, bây giờ thì những cái nhà cửa là nhiều. Cho nó tùy theo cái phương tiện. Thế thì Đức Bổn Sư Thích Ca Phật dạy, Đức Quan Âm Bồ Tát có 32 ứng hóa thân, tùy theo chúng sanh, để mà tùy theo căn cơ, mà những cái chúng sanh có duyên của Ngài, Ngài sẽ thể hiện ở đứa mật cứu độ chúng sanh. Cho nên tới mức độ cái vị mà tu tập siêu việt như là Ngài Huyền Trang, được gọi là thánh giả, rất là giỏi, mà thế giới bây giờ phải kính ngưỡng hết. Là giỏi của Ngài, Đức Ngài Huyền Trang là một trong những người dịch kinh điển nổi tiếng thế giới, cũng là Quan Âm Bồ Tát đã thể hiện cứu độ Ngài. Về sau Ngài tóm tắt trong cái bản kinh Bát Nhã, trong các cái kinh đối với các chùa hiền tu tập. Hành nguyện của Ngài thì rất là nhiều, rất là siêu việt. Bây giờ cũng là đúng 9 giờ rồi, thì trong cái đề tài hôm nay, trong nhân cái ngày lễ vía Đức Quan Bồ Tát 19 tháng 2 ngày hôm nay, là kỷ niệm ngày Đức Phật, Đức Quan Bồ Tát đảng sanh, trong các kinh điển đã ghi chép, là hàng Phật tử chúng ta hôm nay chúng ta ôn lại. Chúng ta phải nghe mãi suốt đời, phải nghiên cứu tu tập. Chúng ta bảo rằng mình đi học mà sao không biết đó, nhưng mà ăn cũng vậy. Ăn hôm nay thì no ngày nay. Hôm nay chúng ta học, bữa nay thì chúng ta có một sự an lạc hôm nay. Người nào mà duy trì được sự an lạc thì nhiều hơn một chút. Người nào không có cái sự mà duy trì hay sự ghi nhớ, sự tu trì mà có cái định lực thì nó tiêu hóa trong ngày hôm nay thôi. Trong buổi tối hôm nay ngày mai nó hết. Ăn cơm cũng vậy, uống cũng vậy. Và cái duy trì biết cái sự tu tập của mình, chừng nào cái sự hướng tu của mình càng ngày càng nhiều, thì cái định lực tu tập mình mới là tốt, cái tâm của mình mới rộng. Thế thì trong cái đề tài hôm nay, cái hành nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát, thì quý thầy cũng ôn lại một vài câu chuyện cùng với các Phật tử. Là người con Phật chúng ta cứ cố gắng mà lắng nghe. Hạnh của người con Phật là hạnh lắng nghe thanh văn. Các cái vị mà xuất gia tu tập là cái hàng thanh văn. Các Phật tử để ý thanh văn. Thanh tức là âm thanh, thinh văn là thinh là âm thanh, văn là lắng nghe, văn tư tu. Còn lên cao một cảnh giới là cảnh giới duyên giác. Duyên giác tức là phải quán sát 12 nhân duyên, quán sát vũ trụ vạn hữu mà chứng đắc được giác ngộ giải thoát, gọi là hàng duyên giác. Còn hàng Bồ Tát là cái trình độ tu tập siêu việt, cái tâm từ bi bao la, lắng nghe quán chiếu từ đại từ đại bi, chứng đắc ở mức độ cao siêu hơn nữa thì mới thành Phật. Đó là những cái cảnh giới cao hơn nữa. Thì trong cái hành, một trong những hành nguyện của Đức Quan Bồ Tát hôm nay á, những câu chuyện hôm nay trao đổi với cùng chúng ta sinh hoạt hôm nay á, là hành nguyện lắng nghe của, hành nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát. Trong những cái thời gian tối nếu có mà chúng ta chia sẻ, thì chúng ta sẽ học những hành nguyện đại từ, học hành nguyện đại bi, học hành nguyện nhẫn nhục, học hành nguyện vô ý,
ngay cả trong kinh Quan Âm Bồ Tát phẩm phổ môn gọi là Đức Quan Âm Bồ Tát còn gọi một danh hiệu là vô ý, vô ý thí, vô ý là không sợ hãi. Thì trong những cái dịp kế tới mà nếu chúng ta có thời gian sinh hoạt thì quý thầy sẽ tiếp tục chia sẻ những hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát, như là hạnh đại từ như thế nào, hạnh đại bi như thế nào, hạnh nguyện về nhẫn nhục như thế nào, hạnh nguyện về vô ý thí như thế nào. Thì trong cái buổi hôm nay thì chúng ta chỉ học một chút, lắng nghe về những cái câu chuyện về cái hạnh nguyện Đức Quan Bồ Tát là hạnh lắng nghe, quán thế âm, quán sát âm thanh để mà tu tập. Đó cũng là một trong những pháp môn tu tập rất là siêu việt trong Phật giáo. Mà xưa nay trong Phật giáo mình có người thích pháp môn niệm Phật, có người thích pháp môn tụng kinh, có người thích trì chú, có người thích ngồi thiền, có người thích quán chiếu, hằng hà sa số pháp môn, trên một con số rất là nhiều, gọi là 84,000 pháp môn. Hạnh nguyện mà lắng nghe, lắng nghe nó nhiều cái cấp độ. Ban đầu người thế gian, người Phật tử có lắng nghe những người cha, người mẹ, người con, người thầy, lắng nghe cái lòng mình, lắng nghe lời dạy kinh điển của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Tăng để ứng dụng tu tập chuyển hóa. Rồi mức độ đạt đỉnh cao nữa là lắng nghe cả cái tiếng lòng của mình, lắng nghe cả cái âm thanh của thế gian, lắng nghe những vô thanh của thế giới. Đó những cái pháp môn tu tập rất là siêu việt. Nhưng mà những pháp môn đó thì đỉnh cao thì rất là khó. Thành thử ra là các Phật tử ít khi mà có dịp tiếp cận lắng nghe được. Chỉ có quý thầy hay là những cái người mà chuyên đi xuất gia rồi thì dành cái thời gian của mình chuyên tu tập thì mới tiếp cận được những cái pháp môn đó, mới ứng dụng những pháp môn đó. Còn những trong những căn cơ ban đầu thì các Phật tử phải làm sao? Phải lắng nghe những người thân của mình, người cha của mình, người chồng của mình, người con của mình, người cháu của mình để mà chia sẻ mà cảm thông. Bước lên một bước nữa là chúng ta phải lắng nghe kinh điển chính pháp, ứng dụng tu tập. Khi nào mà ứng dụng siêu việt của Đức Quan Bồ Tát thì cái đỉnh rất là cao. Ở trong đó thì hôm nay chỉ vài câu chuyện để quý thầy nhắc lại. Nhân cái ngày lễ vía Đức Quan Bồ Tát 19 tháng 2 năm nay, bây giờ thời gian chắc cũng hết rồi, chắc mình dừng ở nơi đây. Khi nào có dịp thì các Phật tử mới đặt câu hỏi, chúng ta đã cùng nhau mà trao đổi xong. Bây giờ thì chắc là xin nghỉ ở nơi đây trong đúng theo cái thời gian của mình, là mình sẽ họp từ khoảng chừng 7:15 tới 9:00. Một lần nữa thì nhân dịp lễ vía Đức Quan Bồ Tát 19 tháng 2 là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thay mặt cho quý thầy và tất cả mọi người xin kính chúc toàn thể quý Phật tử, các chư tăng ni sinh luôn luôn được làm sao mà mọi việc thân khỏe tâm an, thành tựu mọi việc tốt đẹp. Nhất là chúng ta hôm nay có thể tiếp cận được một cái hành nguyện của Đức Quan Bồ Tát là chúng ta chịu khó lắng nghe, là một cái pháp môn tu tập rất là tốt để mà cảm thông, để mà chia sẻ giữa cái cuộc đời đầy phong ba, đầy biến động, đầy khổ đau này, là làm sao mà mỗi ngày được an lạc tốt đẹp hơn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý Phật tử chúng ta nghỉ. Khi nào có dịp đó, có thời gian nhiều hơn thì mới xin học Phật Pháp sau. A Di Đà Phật. Mọi người nghỉ khỏe.